Video này được mang đến cho bạn bởi 360 Unisex, nhãn hiệu thời trang Unisex trên Shopee Mall. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với The Reviewer. Hôm nay chúng ta sẽ gói gọn những diễn biến còn lại trong vũ trụ hoạt hình DC. Lưu ý, video này thích hợp để xem khi ăn cơm hoặc bật lên đi ngủ cho dễ. Các thành viên của Liên minh Công lý có sức mạnh tiệm cận với thần thánh nhưng mà họ lại chưa có một thành viên nào hoạt động dưới biển, thứ mà chiếm 70% bề mặt trái đất. Hôm nay ở dưới đáy của vùng biển Thái Bình Dương, họ phát hiện ra một con tàu ngầm bị đánh chìm. Cyborg sau khi nhận thông tin đã một mình đích thân điều tra. Khi anh xuống được con tàu và đang thu thập dữ liệu thì bất ngờ bị đánh úp bởi một sinh vật bơi cực kỳ nhanh. Cyborg bị tổn hại một phần cơ thể và phải rút lên đất liền để bảo dưỡng. Nhận thấy cái vụ này tương đối quan trọng, anh triệu tập toàn bộ Liên minh Công lý. Không biết lâu sau tất cả có mặt tại Starlab và sau khi Cyborg cho mọi người xem cái thứ to và dài đâm vào người anh thì Wonder Woman đã phỏng đoán đó có thể là vũ khí của người Atlantis. Thế là người rơi và siêu nhân lên đường để tìm tiến sĩ hải dương học Seven Sin, một ông nốt có nhiều giả thuyết về sự tồn tại của Atlantis. Sau khi hai người tới nơi thì tuy tiến sĩ không có nhà nhưng mà cả hai tìm được manh mối dẫn tới một người khác, thậm chí là quan trọng hơn, Arthur Curry. Để nói về Arthur thì anh sống với cha từ nhỏ ở ngọn hải đăng, mẹ anh đi mua sữa từ khi còn bé xíu và không quay lại. Arthur lớn lên với sức mạnh thể chất vượt trội tới chính anh còn không biết là vì sao. Tiến sĩ xin một người bạn của bố anh hôm nay tới để kể cho anh về những bí mật mà ông biết Nhưng mà ngay khi bước tới cửa thì ông đã bị những tên lính của Atlantis triệt hạ Ngay sau đó chúng nhắm vào Arthur May là có Mera xuất hiện Người mà kiểu, kiểu là Avatar Waterbender Hạ gục lũ lính và đưa anh xuống Atlantis Sau khi tỉnh lại thì cô kể cho anh toàn bộ về mẹ của anh Nữ hoàng Atlanta Hóa ra là bà không đi mua sữa mà là ngày xưa bà đem lòng yêu anh ngư dân và có với ông một đứa con chính là Arthur. Nhưng vì khế ước đã định sẵn, ba phải quay trở lại biển để kết hôn với đức vua. Ôi, Ntr quá nhỉ bà và đức vua có một đứa con chung tên là Ocean Master. Hắn đã biết được sự tồn tại của Arthur và đám lính vừa rồi là do hắn gửi tới để triệt hạ anh để hắn có thể đường hoàng lên nhận ngôi báu và thực hiện kế hoạch chiến tranh với mặt đất của mình. Rất lời cô cho anh xem xét trang bị hoàng kim mẹ anh để lại cho. Vì quá nặng nề nên là anh chỉ mặc đồ lót bên trong và để lại toàn bộ áo giáp. Sau đó anh bơi lên mặt biển để suy nghĩ về mẹ cũng như là gốc gác của mình. Nhưng có một đám quái vật biển không hề biết đến khái niệm của riêng tư, chúng tấn công cả Arthur lẫn Mera. Lúc này nhóm liên minh công lý xuất hiện để đánh đuổi thường luồng. Sau khi Mera tóm tắt tình hình cơ bản về liên minh, đại ý là Black Manta, tay sai của Ocean Master, tự tạo dựng những cuộc tấn công giả nhắm vào Atlantis để Ocean Master lấy lý do này gây chiến với người mặt đất. Nhóm quyết định lần này sẽ xuống Atlantis cùng Arthur một chuyến để ngăn chặn kế hoạch đó. Khi Mera dẫn mọi người xuống hoàng cung, Arthur chỉ còn thấy mẹ mình trong tủ kính Ngay sau đó Ocean Master xuất hiện và thừa nhận chính hắn đã ra tay sát hại mẫu hậu Cũng như kế hoạch thôn chiếm đất liền của mình Bởi vì hắn đã có trong tay kê quyền trượng quyền năng của bà Với lợi thế biết bơi thì Ocean Master dễ dàng hạ gục tất cả Tiếp đó hắn sai quân lính trói mọi người vào trong kén thả xuống làm mồi cho quái vật biển. Sau khi yên tâm Arthur và kẻ thù đã không còn ngáng đường, Ocean Master triệu tập một đội quân khổng lồ tấn công đất liền. Nhưng mà hắn không ngờ được là Arthur cũng có khả năng ngoại giao với sinh vật biển. Arthur cứu được cả liên minh khỏi con quái thú và từ đó mở đường cho liên minh công lý trở lại mặt đất, nơi mà tên Ocean Master đang vạch sông rẽ sóng. Với công nghệ vượt trội của Atlantis, quân đội trái đất bị áp đảo, phải cho tới khi các thành viên của liên minh công lý có mặt thì mới cân bằng lại thế trận. Riêng Arthur có màn solo không cân với Black Manta, nhưng mà đánh không lại thì anh lại dùng khả năng ngoại giao, một con cá lớn tới nốt con cá đuối ở trung tâm trận chiến Ocean Master lấy lại lợi thế cho quân Atlantis bằng cây đinh ba đến cả Wonder Woman hay là Superman cũng phải nằm nghiêng giáo nước. Chính lúc này Batman bảo Cyborg lôi đoạn ghi âm dưới Atlantis khi mà Ocean Master thú tội ra phát lại cho quân lính xem Và đinh ba thì cũng không thể mạnh bằng mánh khóe gián điệp Ngay lập tức toàn bộ quân đội của Atlantis hạ vũ khí và quay lưng với kẻ phản bội Arthur thừa cơ thằng em trai đang hoảng loạn và cố gắng thanh minh thì tung một cú đấm duy nhất đánh ngất Ocean Master Giành lại chiếc quyền trượng của mẹ cũng như là có một bài phát biểu đi vào lòng người hoặc là đi vào lòng nước rằng anh là đứa con lai của Atlantis và đất liền anh sẽ đứng ra để bảo vệ hòa bình giữa hai bên quân lính ai đấy nghe thì cực kỳ cảm động gật đầu răm rắp như bà ngoại nghe thời sự và ngày sau Arthur chính thức đăng quang làm vua biển cả trước sự chứng kiến của toàn dân Atlantis liên minh công lý cũng có mặt trong buổi lễ và họ muốn Arthur sẽ trở thành thành viên tiếp theo của Justice League Arthur đồng ý nhưng mà làm anh hùng thì phải có một cái tên thật oách Và ngay lúc đó giam đã nghĩ cho anh một cái tên rất là nước khoáng Aquaman và đó là tiểu sử của thành viên duy nhất hoạt động dưới biển của Liên minh Công Lý. Tuy mạnh yếu nhiều lúc khác nhau nhưng mà thời nào Batman cũng có trợ tá Robin. Vậy thì hãy để xem sau khi Robin đệ nhất Dick Grayson trở thành Nightwing để thoát khỏi cái bóng Batman thì ai sẽ trở thành chiếc khiên loài loạt tiếp theo thu hút đạn dược của tội phạm thay cho tên tư hình thành phố Gotham. Batman đang điều tra Killer Croc kẻ đã tấn công một nửa số công ty công nghệ sinh học trong thành phố. Tối hôm nay tại một phòng thí nghiệm, anh bắt tại trận hắn đang ăn trộm một số thuốc. Cơ thể của Killer Croc đã trở nên to lớn hơn rất nhiều sau khi dùng huyết thanh, vì thế Batman bị đánh cho tơi bời. Ngay lúc này thì Talia, người tình cũ của anh xuất hiện để giải nguy. Sau khi giao lại tên tội phạm cho cảnh sát thì cả hai có cuộc hàn huyên trên một con tàu. Mục đích cô tới gặp Batman lần này là để giao lại cho anh đứa con trai của hai người tên là Damien người mà trước này người rơi không hề biết là có tồn tại. Lý do cô không thể chăm sóc thằng bé là bởi vì liên minh sát thủ của cô vừa bị tên Deathstroke tấn công và Talia phải đứng lên tiếp quản gia tộc sau khi cả bố và anh trai đã thiệt mạng. Thằng Gu Damien thì từ nhỏ đã là ông tướng, mở mắt ra chỉ có ăn với học cách giết người, nên là tỏ ra ngang bướng khi mà về sống chung với Batman. Tới hôm nay, Bruce đến nhà tù Arkham để hỏi cung Killer Croc. Hắn khai ra mình đã được Deathstroke thuê để ăn trộm số thuốc, mục đích là để tạo ra một chủng loài đột biến mới mạnh mẽ hơn với sự giúp đỡ của giáo sư Langstrom, người đang bị Deathstroke bắt cóc gia đình để tạo áp lực. Theo thông tin lấy được từ Killer Croc, Batman ghé đến một nhà kho và chạm trán với một con khỉ đột biến do tiêm huyết thanh. Sau khi hạ gục nó và lấy mẫu máu về xét nghiệm thì Batman bất ngờ bị một chiếc drone lao tới. Sau khi thoát nạn, anh phát hiện ra vụ tấn công có dấu vết của liên minh sát thủ. Anh mang nó về hỏi thằng con trai Damien. Ở hang rơi thì Damien vừa bị Nightwing tóm về sau một vụ tự ra tay bắt trộm. Lý do là Damien cũng muốn điều tra về Deathstroke, người đã giết ông ngoại mình. Damien nhìn chiếc phi tiêu Batman đưa cho nhưng cũng không biết gì hơn ngoài việc nó là của liên minh sát thủ Và để tránh việc xảy ra trên phố như tối nay thì lần này anh sẽ dẫn con trai đi làm việc cùng mình Nhưng mà là trong giao diện của Robin Hai cha con đột nhập vào bên trong một khu vui chơi bị bỏ hoang và tìm được tiến sĩ Langstrom Ông tiến sĩ nói gia đình mình bị đết giữ làm con tin nên là ông phải chế huyết thanh cho hắn Sau lời qua tiếng lại, Damien đã đánh động tới những tên sát thủ bên ngoài vậy nên Batman cùng con trai phải trốn ra ngoài bên sân vận động nơi mà họ gặp những con rơi bị tiêm huyết thanh và sau khi BBQ được chúng thì hai cha con đưa tiến sĩ về hang rơi ông khai ra kế hoạch của Deathstroke là muốn tạo ra một đội quân bất bại bằng cách biến những ninja thành rơi người mà nghe đần phết Batman bảo là ông cứ yên tâm mà ở đây chế thuốc giải còn chuyện Deathstroke và đặc biệt là giải cứu gia đình thì tôi lo ngay sau đó Batman cùng Robin lên đường giải cứu gia đình tiến sĩ khá là bất ngờ là mọi thứ rất dễ dàng nhưng mà Deathstroke đã bí mật gửi thư cho Robin về việc hắn đã giam giữ mẹ cậu Talia, người mấy hôm trước đã dẫn quân tới ám sát hắn nhưng mà không thành. Thế là trong khi Batman đang điều tra tung tích của gã sát thủ thì cậu con trai một mình tới sao huyệt của Deathstroke theo hắn bảo. Robin dễ dàng vượt qua đám lính gác để tới gặp mẹ mình. Cô thậm chí đã đỡ hộ cậu một phát đạn. May là sau đó Batman lần theo vị trí của Robin tới kịp thời. Deathstroke thấy bị yếu thế nên là thả toàn bộ đám rơi người. Nhưng Batman đã chuẩn bị trước một bộ phát sóng âm khiến lũ rơi hoảng sợ thi nhau bay ra ngoài. Nơi mà Nightwing và tiến sĩ đã chờ sẵn để bán thuốc giải, biến toàn bộ trở lại thành người. Còn ở phía trong thì ban Batman đã hồi sinh Talia bằng hồ Lazarus. Tuy nhiên Robin lại tiếp tục đuổi theo Deathstroke, kẻ đang tìm cách chạy trốn với mưu mẹo của mình, cậu đánh bại được tên sát thủ, nhưng mà trong giờ phút quyết định, Damien không xuống tay mà quyết định mình sẽ làm theo công lý, tức là không trả thù. Sau đó cả ba rời khỏi căn cứ, để lại Deathstroke cùng chiếc giàn khoan chìm sâu xuống đáy biển. Về tới đất liền, Dahlia và Batman có một cuộc nói chuyện. Thứ nhất là cô muốn anh gia nhập liên minh sát thủ, Bruce nói không. Thứ hai, cô đồng ý cho Batman giữ con trai lại chăm sóc. Và thế là cả nhà chia tay nhau trong một chiều hoàng hôn đầy gió. Và đó là lịch sử hình thành của Robin đệ nhị, Damien Wayne. Nếu bạn từng thắc mắc tại sao các anh hùng phải che mặt thì bởi vì họ cần che giấu danh tính. Và trong Batman và Robin, chúng ta được biết là điều gì sẽ xảy ra nếu mà tội phạm biết được Robin chính là con trai của Batman theo chân đê miền và bruce thì hôm nay hai bố con có nhiệm vụ tại một nhà máy sản xuất đồ chơi robin đến trước và phát hiện là ở đây nuôi nhốt rất nhiều trẻ em có khi chủ là Webu nhưng mà kẻ chủ mưu đã phát hiện ra cậu trước khi batman tới hắn chính là đò -Maker. thay vì trực tiếp ra tay thì hắn gian lệnh cho những đứa trẻ bị hắn kiểm soát tấn công cậu ngay lúc này batman xuất hiện xử lý lũ trẻ robin sau khi có khoảng trống đã đuổi theo đò kẻ đang tìm cách bỏ trốn sau khi hạ gục tên bệnh hoạn, cậu không xuống tay theo như lời dạy của bố Nhưng mà ngay sau khi cậu vừa quay lưng đi thì một kẻ khác đã xuất hiện để trừ khử đó Maker Hắn nói với Robin là hãy để bản năng sát thủ trong cậu thức tỉnh Vừa dứt lời thì hắn sủi luôn vào trong rừng Đến khi Batman tới thì chỉ còn Robin đứng đó với xác tên tội phạm Ban đầu Batman tỏ ra nghi ngờ và trách thằng con vì ngựa quen đường cũ Nhưng mà cho tới khi thấy chiếc lông của hội đồng cũ Thì hai cha con lại tổng hành dinh Tối hôm nay Bruce dẫn bạn gái Samantha về nhà ăn tối Như thường lệ sau bữa tối là món tráng miệng mang tên Samantha Nhưng mà có một sự cố xảy ra Damien xuất hiện trong phòng làm việc và gián đoạn cuộc vui của cả hai Và thế là cô ta biết Damien chính là con trai của Bruce Nhưng mà anh kể là con nuôi và cũng chẳng có bữa tráng miệng nào cả vì sau đó anh mời bạn gái về để bù đắp cho con trai tội nói dối. Tối hôm sau Batman một mình tới trụ sở của hội đồng cú để điều tra, anh cho rằng tổ chức này đã đứng sau cái chết của cha mẹ mình vì mục đích chính trị trong thành phố. Ngay lúc đó có mấy tên sát thủ ập vào tấn công Batman. Nhưng mà tự dưng cơ thể mấy thằng này tự động chảy ra như bùn không thì Batman đã bỏ mạng rồi. Chúng là sản phẩm của thí nghiệm siêu sát thủ của hội đồng cú, hiện tại chỉ tồn tại được vài tiếng đồng hồ. Sau khi Batman gửi tín hiệu thì Nightwing tới đón anh về trong tình trạng bị thương khắp người. Nightwing đang băng bó cho Batman thì Robin trở về sau khi trốn ra ngoài bắt trộm. Bruce thấy thằng con trai đem theo kiếm của sát thủ hội đồng cú thì tỏ ra tức giận. Tất nhiên là Robin không khai ra người vừa đưa cho cậu cây kiếm chính là kẻ đã giết đó Michael đêm đó và hắn đã nói với cậu rằng hãy để bản năng của mình thức tỉnh hắn là talon một sát thủ bậc cao của hội đồng cú tướng dạo này cũng hơi yếu trong liên minh huyền thoại hắn cảm thấy giữa mình và robin có nhiều điểm tương đồng trong một lần đi đêm khác talon kể cho cậu ngày xưa hắn cũng đi làm phụ tá giống cậu nhưng mà thay vì làm phụ tá cho batman thì hắn làm phụ tá cho bố một tên trộm trong một lần để rơi món đồ vừa trộm thì talon bị bố oánh không thương tiếc thấy ông bố làm bố mình hơi lâu talon đã gài bẫy để cướp bắt ông già sau đó hội đồng cú thì hắn có tiềm năng nên là nhận về nuôi và đào tạo tới ngày hôm nay talon muốn robin đi theo hắn làm sát thủ của hội đồng cú tự do sát phạt tội phạm Robin vẫn để ngỏ câu trả lời nhưng mà tần suất cậu lẻn ra ngoài cùng hắn ngày một nhiều trong khi đó vì quá bận rộn nên là Batman cũng không thể quản được thằng con trai hôm nay trên đường tới ăn An Samatha anh bị người của hội đồng cừu bắt và đưa về tổ chức kẻ đứng đầu muốn anh gia nhập hội đồng nhưng mà hội đồng cừu anh còn không thích thì làm sao mà thích được hội đồng cú tất nhiên là Batman từ chối và sau đó thì họ cũng tử tế gây mê để bảo mật vị trí cho hội đồng và trả lại anh về nhà tối hôm sau Batman dành thời gian để điều tra con dài và anh đã gặp Robin đứng cùng với tên Talon sát thủ của hội đồng Batman muốn đuổi theo hắn nhưng mà Robin ngăn lại và hai cha con oánh nhau tới mức đổ máu và thằng con không đánh lại thằng bố thì bỏ nhà ra đi. Ngày hôm sau cậu bé tới hội đồng cú cùng Talon và bởi vì Talon có tiếng nói nên là tên cầm đầu cũng xuôi. Hắn nói với Robin là hãy cởi bỏ mặt nạ để xác minh danh tính. Sau khi nhìn thấy mặt Damien, tên cầm đầu bất ngờ vì cậu bé chính là con trai của Bruce Wayne. Hắn biết tại vì tên cầm đầu chính là Samantha, người đang hẹn hò với Bruce. Cô ta che giấu thân phận để điều tra cũng như là lôi kéo Bruce vào đường dây hội đồng. Vụ bắt cóc Bruce cũng là do Samantha chỉ điểm. Giờ nhận Damien làm sát thủ thì đếch khác gì nuôi ong tay áo nên là cô ra lệnh cho Talon trừ khử Robin. Talon thấy hình ảnh của mình trong mắt của Robin mà bây giờ hội đồng muốn giết Robin thì chả khác gì ông bố hắn năm xưa. Thế là Talon bật lại hội đồng giết không chừa một tên nào kể cả Samantha. Khi mà hội đồng đã chìm trong biển máu thì hắn đã quay lại nhốt Robin vào trong bình chứa biến đổi sau khi cậu bé từ chối đi theo hắn tại vì cái tên này điên vách cả trường. Sau đó hắn dẫn tất cả siêu sát thủ tới nhà Batman. Dù tên phim có chữ Batman nhưng mà cả Batman và Nightwing cũng không thể nào đối phó với cả trăm tên Tên nào cũng thiện chiến và châu chó Thế nên là cả hai hit and run xuống hàng rơi để lấy thêm đồ chơi sau khi lấy được bộ giáp chiến nhất giới kho thì anh dễ dàng dọn dẹp lũ sát thủ Nhưng mà Talon này cũng phun đồ, tự mình lo liệu Nightwing rồi phá hỏng bộ giáp của Batman Bắt anh phải đối đầu trực diện với hắn Một lần nữa mặc dù có tên trong title nhưng mà Batman vẫn thua, nãy giờ thua nhiều phết Nhưng mà ngay lúc này Robin xuất hiện sau khi tự thuê sở thoát khỏi bình chứa ở hội đồng cậu bảo vệ Batman và có một cuộc đầu kiếm thắng Talon. Ngay lúc này tên sát thủ đưa ra quyết định chẳng có ai ngồi đến là hắn tự sát bằng lưỡi kiếm của Robin, mong cái chết của mình có thể khiến Robin thức tỉnh bản năng sát thủ. Mặc dù không trực tiếp ra tay nhưng mà Robin vẫn cảm thấy buồn vì đã phá nguyên tắc của Batman. Trái lại thì Bruce lại tỏ ra tự hào vì biết trong tâm Robin không hề muốn điều này. Anh sẵn sàng tha thứ cho mọi lỗi lầm của con trai và dang rộng vòng tay đón cậu bé về. Nhưng mà với Robin vậy là không đủ. Cậu quyết định lên tu viện trên Himalaya để tìm xem bản thân mình thực sự là ai và thoát khỏi cái bóng sát thủ của ông ngoại cũng như là một gã tư hình giống ông bố mình. Cậu mở Youtube lên xem phê phim đã khen phim mới của Trấn Thành chưa Thì đập vào mắt là thấy quảng cáo 360 Unisex, nhãn hiệu thời trang Unisex trên gian Shopee Mall Với sức mệnh trở thành top 1 server trong thời trang Unisex Họ đến đây với bộ sưu tập xuân hè với một cái giá không thể nào mà hời hơn Giảm giá sâu áo polo Unisex với giá gốc 335.000 Nhưng mà chỉ còn 149.000 khi áp dụng voucher Hoàn toàn nói không với vải mỏng, vải nóng, xù lông, phai màu Là mũ nhọn trong bộ sưu tập xuân hè 2023 Áo polo 360 Unisex cam kết là những chiếc áo áo dày dặn, thoáng mát, không sù lông và không kích ứng, form rộng thoáng mát, thoải mái khi mặc. linh mua hàng dưới phần mô tả và bình luận. Cùng với đó, đây miền biết được tin tức Batman mất tích trong một vụ ẩu đả. Chàng Trần Trừ, cậu sách ba lô quay về có tham yêu dấu, nơi mà Nightwing đang khoác lên mình bộ đồ rơi để duy trì nỗi sợ cho lũ tội phạm. Còn Alfred thì phải thay cậu chủ điều hành công ty. Tại vì thành phố vẫn cần hiệp sĩ bóng đêm và công ty thì vẫn cần một gã tỷ phú. Tối hôm nay Robin trở lại Gotham để tham gia cuộc vui với Nightwing. Sau đó hai anh em chạm mặt Batwoman, Catherine Kane, người cuối cùng gặp Batman trước khi anh biến mất. Lý do cô mặc bộ đồ rơi là vì Cat từng được Batman cứu một lần và từ đó mê cái cách mà anh rơi hành hiệp. Tối hôm sau trên đường làm nhiệm vụ, Nightwing và Robin nhận được tín hiệu cầu cứu từ Lucius Fox, CEO của tập đoàn Wayne cũng như là người được Batman hoàn toàn tin tưởng. Ngay lúc này khi con trai bị uy hiếp tính mạng thì ông đã mở cửa nhà kho cho chúng. Dù Nightwing và Robin đến kịp thời nhưng vẫn không thể ngăn cản được những tên này mang đi những món đồ chơi công nghệ đi. Chúng đều là tay sai của Talia, mẹ của Robin. Talia đang ngấm ngầm thực hiện một kế hoạch khủng khiếp. Và điều bất ngờ hơn là Batman đang nằm trong tay cô. Cô ta muốn thao túng tâm trí Batman vì anh là quân bài quan trọng nhất trong kế hoạch này. Không dừng lại ở đó, Batman sai đàn em táo tợn tới tận hàng rơi để bắt cóc nốt cả đây miền về. Ngay sau khi biết tin, Nightwing cùng Batwoman lên đồ lần theo vị trí của đây miền. Đến một căn cứ được ngụy trang bên ngoài bằng một tu viện. Các tu nữ chào đón cả hai bằng một loạt đạn từ khẩu M60 cùng lời cầu nguyện trên thanh katana. Batwing tới giải tán đám đông. Anh chính là con trai của Lucius Fox và giờ quyết định tự mặc đồ của bố đi làm anh hùng. Sau khi hạ hết đám tu nữ, cả ba tiến vào trong để giải cứu hai cha con Batman tuy đám thuộc hạ đều bỏ mạng nhưng mà talia kịp thời trốn thoát kế hoạch giải cứu batman và robin tưởng chừng đã thành công nhưng đó lại chính là ý đồ của talia batman tuy trở về lành lặn nhưng tâm lý đã bị thao túng sáng nay bruce chủ trì một cuộc họp trên một phi thuyền di động Quan trọng hơn là ở buổi họp có mặt các quan chức cấp cao trên thế giới. Ở giữa cuộc hội nghị, tay sai của Talia cho phát một đoạn video có khả năng thôi miên. Nếu thành công thì cô ta sẽ thao túng chính trị của cả thế giới. Ngay lúc này ở dưới mặt đất, đội của Nai Huynh đã ngửi thấy mùi tà đạo. Họ truy cập thông tin trên con tàu và phát hiện các đội lên đồ, bay thẳng lên con tàu, bắt gọn những tên tay sai của Talia và giải cứu cho các chính trị gia. Cuối cùng sau khi chỉ còn lại Talia, cô sử dụng quân át chủ bài là Batman. Anh dễ dàng ảo trình Nightwing và vào giờ phút quyết định khi Talia yêu cầu Bruce ra tay thì Robin đã xuất hiện. Cậu cùng Nightwing đã thông não cho Batman giúp anh lấy lại quyền kiểm soát. Khi kế hoạch phá sản, Talia tìm đường bỏ trốn nhưng mà cô không ngờ một tên thuộc hạ đã phục kích sẵn trong tàu để trả thù. Cả hai vật lộn khiến con tàu rơi xuống biển rồi phát nổ cuộc chiến của gia đình Batman kết thúc nhưng mà thành phố Gotham vẫn cần phải thanh trừng. Đêm nay khi ánh đèn rơi sáng trên bầu trời thành phố, ngoài Batman, Nightwing và Robin, chúng ta có thêm Batwoman và Batwing, thậm chí là cả Batgirl, một cô gái lên đồ rơi khác mà họ chưa biết. Tất cả gieo rắc nỗi sợ cho lũ tội phạm thành phố Gotham. Tiếp theo chúng ta đến với Justice League vs Teen Titan, siêu anh hùng to đánh nhau với siêu anh hùng nhỏ. Nếu như một ngày nhóm siêu anh hùng mạnh nhất thế giới trở thành phản diện thì ai sẽ đủ sức chống lại họ? Một ngày nọ, trước cửa trụ sở mới của Liên minh Công lý ở thành phố Washington, nhóm phản diện Legion of Doom xuất hiện để quấy phá buổi khánh thành. Nhóm này cùng các phản diện của từng thành viên trong nhóm Liên minh tập hợp lại. Và cũng chẳng có gì to tát, lại một lần nữa phe anh hùng chiến thắng và không để lại nhiều thiệt hại. Điều đáng nói là tên Weather Wizard đã bị một linh hồn bóng tối chiếm tâm trí. Không những bị thao túng, hắn còn trở nên quyền năng một cách lạ thường. Nhưng mà sau khi bị Wonder Woman trói lại bằng dây sự thật, thì linh hồn đó đã thoát ra để tìm mục tiêu khác. Tên Wizard tỉnh lại mà chẳng nhớ một chút gì. Còn Robin bị Batman mắng cho một trận vì tự ý hành động, hậu quả là cậu nhóc lần này bị gửi tới tòa nhà Titans. Đây là nơi mà Nightwing đã từng hoạt động khi còn là Robin đệ nhất cùng với nhóm siêu anh hùng nhí mang tên là Teen Titans. Sáng nay Nightwing đưa Robin tới, với tính cách ngỗ ngược thì cậu chẳng chịu hòa đồng với mọi người. Thậm chí trong buổi tập, cậu đã quá tay với Blue Beetle, khiến con bọ trên người cậu bạn điên lên bắn cho cậu sáng mắt ra. Kết quả là Raven phải dùng năng lực tâm linh trị thương cho Robin trở lại với chiếc bóng ma đã thoát khỏi tên Weather Wizard. Nó được Trigon, một tên quỷ từ xa xưa có sức mạnh áp đảo cả các vị thần điều khiển để tìm cách giải thoát cho bản thân khỏi phong ấn và người phong ấn Trigon lại là Raven, con gái hắn. Ngày xưa mẹ Raven trở thành cô dâu hiến tế trong một nghi thức triệu hồi quỷ sa tăng. Tuy nghi thức đã thành công nhưng mà kẻ được giải thoát lại là Trigon. Cho tới khi quan hệ thì bà mới biết là người đè mình ra là một con quỷ đích thực theo đen Ba bỏ trốn tới Azarath, một hành tinh ở chiều không gian khác và hạ sinh Raven Nhưng mà tên Trigon đã lần theo dấu vết của bà và hủy diệt cả hành tinh Hắn chỉ giữ lại Raven với tham vọng trinh phạt Vì cô chính là cầu nối giữa địa ngục và trái đất Hắn cũng không thể ngờ chính cô lại là người duy nhất có khả năng phong ấn hắn vào Vên pha lê dưới địa ngục Bây giờ Trigon đang điều khiển các linh hồn bóng tối để mang hắn quay trở lại sau khi bị sợi dây sự thật ép phải thoát ra, linh hồn đó tìm tới người mạnh mẽ nhất liên minh công lý, Superman. Sau quá trình chống cự mệt mỏi, Clark đã hoàn toàn để Trigon điều khiển. Anh bay tới sa mạc, lưu lên một chiếc cổng xa xưa để phục vụ cho nghi thức triệu hồi. Tiếp tới, Trigon điều khiển các linh hồn bóng tối nhập vào các thành viên liên minh công lý để đi bắt Raven. Dù đã cứu được Batman và Cyborg nhưng Raven buộc phải đi theo những anh hùng còn bị kiểm soát để bảo vệ tính mạng cho Robin cũng như các thành viên khác của nhóm Titans. Khi đã có cô bé, nghi thức giải phóng Trigon được diễn ra, con quỷ khổng lồ chính thức đặt chân lên trái đất. Nhóm Titan có mặt giải thoát cho Superman với đá Kryptonite. Quan đầu của mình với dây thừng sự thật, con Flash chỉ đánh cho què giò là tỉnh. Cả ba người họ sẽ ở lại cầm chân Trigon, nhưng mà Trigon không bao giờ skip đây like Trong khi Raven cần phải trở lại địa ngục để phong ấn bố mình một lần nữa, cô mở cổng tới địa ngục. Nhóm Titan giúp cô vượt qua đám quỷ để tới chỗ viên pha lê. Cô bé đọc thần chú, cõi ra một con chim vừa to vừa đen cuốn lấy Trigon, lôi hắn xuống địa ngục và bị giam giữ trong viên ngọc thạch. Raven quyết định lần này sẽ mang theo viên pha lê bên mình. Tiếp theo chúng ta đến với Teen Titans The Judas Contract Các fan DC thường bảo với nhau là không ai thực sự chết ở vũ trụ DC Ngoài Reverse Flash thì một siêu phản diện khác cũng đã trở lại thêm một lần nữa để trả thù nhóm anh hùng Nhưng lần này mục tiêu của hắn là nhóm Teen Titans 5 năm trước là lần đầu tiên cả nhóm gặp và giải cứu Starfire Lúc đó cô đang bị các binh lính bắt về do một vụ đầu đá quyền lực ở quê nhà Sau khi ở lại trái đất một thời gian cô cảm thấy thích bún đậu mắm tôm và đặc biệt là thích các thành viên nhóm Titans Người mà Starfire có tình cảm đặc biệt nhất là Dick Grayson Anh cũng từng là thành viên nhóm Titans với nghệ danh Robin Hiện tại thì Dick đã tách ra hoạt động riêng với cái tên Nightwing Danh hiệu Robin đang được nắm giữ bởi Damien Nhưng hôm nay thì Nightwing quay trở lại hoạt động với nhóm Titans Có lẽ vì hai lý do Một là để trông coi thằng em Damien hay là vì nhớ Starfire Quay trở lại vấn đề chính thì hôm nay cả nhóm đột kích một kho hàng mờ ám nhưng mà không kịp ngăn chặn cuộc giao dịch Tới khi về tới tòa nhà Titans, họ mới điều tra tổ chức đứng sau có tên là Anh Em Sương Máu Một giáo hội có tư tưởng cực đoan nhưng thay vì đốt xe máy thì họ được điều hành bởi Blood Blood đã điều hành tổ chức này cả nghìn năm Mục đích của hắn là chế tạo một cỗ máy có thể hút năng lực của những người khác để biến mình trở thành siêu năng Sau vụ tấn công ở kho hàng của mình, Blood bắt đầu để mắt tới nhóm Titans Tối hôm nay hắn tới Nghĩa Trang để thuê một tên sát thủ chuyên nghiệp giúp mình bắt cả nhóm về Vừa để hút sức mạnh Vừa dẹp đường cho kế hoạch một công đôi việc Tên sát thủ chính là Deathstroke Kẻ tưởng đã bỏ mạng ở giàn khoan sau thất bại trước Robin Và lần này Deathstroke quay trở lại lãi ngân hàng đang cao, Death Shock sẽ tính cả vốn lẫn lãi không chỉ với Robin mà cả với nhóm Titans. Nhóm Titans thì mới nhận thêm thành viên mới tên là Terra. Cô bé nói chung là giống con Talia trong Liên minh huyền thoại, có khả năng điều khiển đất đá, nói thơ văn là rời non lấp biển. Tuy vậy thì cô bé khá hướng nội, khó hòa nhập với các thành viên khác của Titans, kể cả với các chị em. Nhưng mà điều đó lại không cản được tình cảm của Beast Boy dành cho cô. Cậu bé hóa thú đã kết cô bé nổ đĩa. Trong một lần Terra gặp ác mộng, Raven đã dùng năng lực tâm linh của mình vào trong đầu cô bạn để giúp cô tỉnh lại Nhưng kết quả là Raven đã biết điều gì đó về Terra nhưng mà cô không nói cho ai Ngoài những lúc thực hiện nhiệm vụ ra thì mỗi thành viên đều có công việc và sở thích riêng Beast Boy là ngôi sao mạng xã hội, thường xuyên xuất hiện trên các buổi podcast phỏng vấn Blue Beetle tới tham gia tại một câu lạc bộ tình nguyện Vì điều đó làm cậu nhớ tới gia đình của mình Nightwing và Starfire thì mới tạo ra sống chung làm gì thì chỉ những người có người yêu mới biết Còn Terra thì không chơi với ai nhưng mà thường bỏ ra ngoài vào ban đêm mong là cô không đi làm gái Và Robin với gen thám tử của Batman thì bắt đầu nghi ngờ cô bạn này Đêm nay Robin nhẹ nhàng bám theo Terra như một cơn gió Nhưng mà gen thám tử của Robin có vẻ hơi lận Nên là bị Terra phát hiện ra Terra cũng giới thiệu luôn về Robin, người mình thường xuyên lén gặp mặt Chính là Deathstroke Robin ban đầu còn tưởng Terra chọn nhầm bạn chơi cho đến khi Terra dùng sức mạnh để khống chế cậu lại thì Robin mới ngã ngửa. Thì ra Terra là tay trong của Deathstroke. Một năm trước cô bạn gia nhập nhóm Titans không phải là điều tình cờ. Còn lý do Terra đi theo Deathstroke cũng liên quan tới giấc mơ Raven đã nhìn thấy. Hồi bé dân làng muốn giết cô bé do nghĩ năng lực của Terra là do phù thủy ban cho. Chính lúc đó Deathstroke xuất hiện làm anh hùng cứu thiếu nhi. Từ đó Terra mang ơn Deathstroke. Không những vậy cô bé lại còn thích tiền sát thủ đáng tuổi bố mình này. Sau khi bắt được Robin, Deathstroke bắt đầu nhắm tới những người khác với những thông tin từ terra hắn răng bẫy bắt gọn từng thành viên của titans khi họ ở bên ngoài đầu tiên là blue beetle ở nhà tình nguyện tiếp theo là beast boy ở trường quay trước buổi ghi hình Kế đến là đánh thuốc Starfire ở nhà riêng khi Nightwing vắng nhà Và Raven thì không hay đi đâu nên Terra sẽ lo phần này Cuối cùng là Nightwing Khi anh về nhà Starfire đã bị bắt đi Ngay lúc anh còn ngơ ngác thì Deathstroke lao vào tấn công tới tấp Với việc chống trả quyết liệt Hắn đành phải kết liễu anh bằng một viên đạn Sau đó bỏ đi vì tin rằng Nightwing đã chết Nhưng mà chỉ đợi tên sát thủ khuất tầm mắt Nightwing lại bơi lên bờ May mắn sống sót vì viên đạn chỉ bắn vào cái thớt Wing thó ở chợ rồi lót vào ngực. Lúc này đích trở về căn cứ, sau sự bên mất đồng loạt của các thành viên cùng sự xuất hiện của Deathstroke, anh đã đoán ra Terra chính là nội gián. Dick lần theo vị trí của Terra tới được sào huyệt của hội anh em sương máu. Lúc này các thành viên nhóm Titans đang bị treo lên chiếc máy hút sinh lực của Blood, thậm chí Terra cũng bị treo lên. Lý do là máy có 5 slot mà Deathstroke không bắt Nightwing nên là Blood yêu cầu hắn thế mạng Terra Sau màn phát biểu khai mạc, Blood khởi động chiếc máy để truyền năng lực của 5 Titans vào cơ thể mình Ngay lúc đó Nightwing tới, tháo bỏ lớp ngụy trang, tả súng hữu đột, ném phi tiêu phá tan cỗ máy, giải thoát cho nhóm Titans Mặc dù quá trình chưa hoàn tất nhưng mà Blood cũng đã hấp thu được phần lớn sức mạnh của cả đội Nhóm Titans sau khi tỉnh lại lao vào tên Blood ăn miếng trả miếng Và bị hắn khéo léo dùng luôn các phiên bản sức mạnh để khắc chế từng người Và chỉ khi Titans hành động như một nhóm thì Blood mới phải chịu kết cục đổ máu. Ở phía bên này, Terra sau khi tỉnh lại đã cực kỳ tức giận vì bị phản bội và hối hận khi đã bạt đứng Titans. Terra chọn cách tự chôn sống mình cùng Deathstroke dưới đống đất đá. Nhóm Titans, đặc biệt là Beast Boy dù muốn ngăn cản nhưng mà vẫn phải chịu nhìn cả hang động đổ sập trước mắt. Sau sự ra đi của Terra và tổ chức anh em xương máu, nhóm Titan dần trở về cuộc sống hiện tại và họ biết là mình cần phải quan tâm nhau hơn sau sự mất mát này. Tiếp theo, chúng ta đến với Suicide Squad Hell to Pay. Nếu bạn không thích anh hùng bắt tội phạm thì chúng ta được xem tội phạm đánh nhau với tội phạm. Đặc biệt trong phim này có sự trở lại của Reverse Flash, kẻ đã ăn một viên đạn giữa sọ trong sự kiện Flashpoint nhưng mà hắn đã quay lại bằng cách nào bắt đầu với amanda waller một trong những chính trị gia quyền lực nhất nước mỹ bà ta thực hiện những phi vụ của mình bằng cách thuê những tên tội phạm khét tiếng bên trong nhà giam để dễ bề kiểm soát tất cả tội phạm đều được gắn một quả bom bên trong cổ khi làm nhiệm vụ chỉ cần trái lệnh là waller có thể kích nổ bất cứ lúc nào nhiệm vụ đầu tiên là bà ta muốn nhắm vào tobias will hắn ta đang đi bán một số thông tin có liên quan đến tổ chức của waller Biệt đội tội phạm làm việc nhanh gọn và không hề ghê tay, dead shot cùng anh em không mấy khó khăn vượt qua đám thuộc hạ, tiến tới thủ tiêu Tobias cùng đống dữ liệu. Nhưng mà làm việc với tội phạm thì luôn có rủi ro. Vortigo cùng Jolie bắt tay làm phản, giết tên mũ hề và toàn khử cái Deadshot để bịt miệng. Nhưng mà Waller rất quái, bà vẫn liên lạc với Deadshot suốt nhiệm vụ và nghe hết lời thú tội của hai đứa kia. Và với một nút bấm thì hai đứa kia thành luôn cái skin Halloween. Hoàn thành nhiệm vụ Deadshot quay trở lại nhà giam, nơi chẳng mấy chốc Waller lại tới và lôi anh đi làm nhiệm vụ thứ hai. Lần này nhóm sẽ có tên là Task Force X gồm những thành viên là Captain Boomerang với tài năng phi Boomerang, Harley Quinn xinh đẹp và điên, Killer Frost, Elsa của DC, Copperhead, một người đột biến lai rắn và Bronze Tiger, một cựu CIA. Như thường lệ, cả nhóm được gắn bom trong cổ trước khi ra quân. Nhiệm vụ lần này của cả đội là tìm cho bà ta tấm thẻ đang ở trong tay một tên tự xưng là Steel Maxim. Không có nhiều thông tin ngoài là hình xăm Ai Cập. Ngay sau khi nghe phổ biến, Task Force X lên đường trên con xe chế đá của thầy Y nhưng nhóm và cả chính waller cũng không biết là có một nhóm khác cũng muốn lấy cái thẻ này và kẻ cầm đầu chính là Reverse Flash, aka Zoom. Trong sự kiện Flashpoint, hắn đã bị Batman Thomas Wayne bắn thủng rọ, nhưng với năng lực của Speedster, hắn đã kịp dùng động các tế bào não để kéo dài thời gian tới cái chết. giờ hắn đang chạy tới dòng thời gian này để chiếm chiếc thẻ, mong rằng với nó hắn có thể vượt qua tử thần. Theo tin tức từ Waller, Maxim là người đang giữ tấm thẻ này. Sau nhiều ngày đường, Task Force X dừng chân tại một hộp đêm nơi họ tìm được Maxum vì hình xăm ai cập lộ rõ một một trên sân khấu. ở ờ, nhầm nãy tôi đọc là Maxim sai nhá, Maxum mới đúng nhá. Nhưng mà người của Zoom cũng ở đây, cả hai bên rằng có quyết liệt để giành lại con hàng. Kết quả là Task Force X đã mang được Maxum đi. Đêm đó, bệ đội tội phạm dừng chân lửa trại tại một bịa rừng. Maxum tiết lộ về tấm thẻ, Đầu tiên thì hắn từng là Doctor Fate, người sở hữu sức mạnh của thần Nabu, nhưng mà điều quan trọng hơn là ở nơi ở của Nabu có một chiếc cạc visit giúp người chết không phải xuống địa ngục, dù có mắc bao nhiêu đại tội đi chăng nữa. Một đêm nọ, hắn dẫn hai em gái về nhà, tưởng được Three xăm ai dè mất cả thẻ lẫn nhà. Maxum bị Nabu đuổi ra ngoài và từ đó hắn phải lần trốn vì có nhiều người tưởng hắn vẫn đang cầm chiếc thẻ. Kể chuyện một hồi thì cuối cùng thanh niên vẫn không giữ tấm thẻ. Sau khi hỏi nốt thông tin về hai em gái kia thì nhóm tha cho hắn. Waller với mạng lưới thông tin của mình nhanh chóng điều tra ra tung tích hai cô gái một trong đó là Scandal Savage, con gái của Vandal Savage Hắn là một kẻ bất tử có khả năng luân hồi chuyển kiếp nhờ nhiễm phóng xạ thiên thạch và đã từng cầm trịch rất nhiều cuộc chiến tranh lớn trong lịch sử loài người. Nói cách khác là nhiệm vụ lần này của Deadshot cùng cả nhóm là giết một tên bạo chúa bất tử. Tất nhiên là phần thưởng xứng đáng là anh sẽ được ra tù và đoàn tụ cùng con gái. Deadshot cùng những người bạn đã tới trước nơi ở của Scandal nhanh chóng khống chế được hai cô gái và lấy được tấm thẻ cho tới khi bố cô dẫn quân tới Deadshot dùng tấm thẻ làm kim bài miễn tử nếu hắn giết anh tấm thẻ sẽ được sử dụng sau khi bấm thang máy anh cũng vứt nó lại để tránh biến cả nhóm thành mục tiêu Savage sau khi nhặt lại được tấm thẻ cũng dẫn quân của mình bay đi ngay lúc đó Zoom xuất hiện để gắn thiết bị theo dõi lên con tàu trở về chiếc xe chế đá Waller dù không hài lòng nhưng vẫn cho Task Force X thêm một cơ hội cuối cùng Nhân lúc được tại ngoại, Deadshot đi tìm con gái, Bronze Tiger đã bám theo và ép anh phải tập trung vào nhiệm vụ vì điều anh làm có thể ảnh hưởng đến tính mạng của những người trong đội. Sáng hôm sau, cả đội dừng chân ở một quán cơm bụi dọc quốc lộ 5. Killer Frost bị băng của Zoom đánh úp và bắt cóc. Deadshot kịp thời phát hiện và phóng xe đuổi theo, nhưng sớm bị Banshee loại khỏi đường đua với cái mỏ hỗn của mình. Tại một ngôi nhà ven đường, Killer Frost tỉnh dậy và được Zoom thuyết phục về với đội của anh. Ngay sau đó, hắn lấy quả bom khỏi cổ cô bằng bài rung tay ra truyền, nhưng mà có vẻ tốc độ của tay hắn ngày càng chậm đi vì phải chạy đua với thời gian. Không lâu sau đó Task Force X lần theo vị trí của Frost Nhưng mà những thứ chờ đợi họ chỉ là cái bẫy của Zoom khi con chip định vị được gắn lên một quả bom Sau vụ nổ, Tiger bị thương nặng, không đủ sức chiến đấu Cả đội vẫn dẫn theo Tiger tới căn cứ của Savage Để lại anh trong xe còn cả đội đột kích vào căn cứ Sau khi hạ gục tất cả đám lính và tiến thẳng tới phòng làm việc Họ gặp Savage đang ngồi ung dung Bởi vì hắn đã kế chiếc thẻ vào tim mình nên không kẻ nào có thể đoạt nó lại Rất lời, Savage khống chế Task Force X bằng chiếc thảm điện ngay lúc này đội của zoom mới tiến vào và tiện thể là một mẻ kể cả tên savage zoom sử dụng bài dùng tay kết hợp với sức mạnh của frost để lấy tấm thẻ mà không làm hắn chết nhưng mà chưa tới cuối ván bài thì không biết kẻ nào sẽ lật mặt killer frost giết banshee đóng băng zoom để lấy tấm thẻ ngay sau đó copperhead thoát khỏi lớp băng cầm chân được frost lại đánh văng chiếc thẻ ra chỉ đợi có vậy waller kích nổ quả bom bên trong copperhead khiến cả frost cũng bay màu một lát sau những người còn lại cũng thoát khỏi lớp băng Giờ thì tới lượt Captain Boomerang nổi lóng tham Hắn đang tính bỏ trốn thì bị Tiger chặn lại Zoom cũng ngay lập tức có mặt Hạ gục cả đội và cướp về chiếc vé Hắn thách thức Deadshot bắn mình Nhưng mà quá chủ quan vì nghĩ rằng Tiger đã chết Chỉ đợi thời cơ Zoom tuột tay khỏi tấm thẻ Deadshot xả nguyên một băng đạn Điều đó đưa hắn trở lại khoảnh khắc ở Flashpoint và chính thức bị xóa sổ. Trong giờ phút bạn hiền hấp hối, Deadshot rúi vào thay Tiger chiếc kim bài. Lên thiên đường hay không thì không biết, nhưng mà chiếc thẻ đã bị sử dụng và hết tác dụng. Nhưng mà Tiger vẫn lấy nó và giao lại cho Waller. Nhiệm vụ hoàn thành và Deadshot được gặp lại con gái sau nhiều năm xa cách. Tiếp theo chúng ta đến với Constantine, City of Demons. Và thưa quý vị, đời phản anh hùng nó khó nuốt hơn quý vị nghĩ nhiều. Nếu mà ai cảm thấy thích nổi tiếng, thích phép thuật thì cứ hỏi John Constantine để nếm bốn chữ lừa thần gạt quỷ. Khi nhắc đến Constantine, những người biết từ anh thì mô tả là một tên bất cần đời và cái mồm thì như bát hương. Vậy thì điều gì đã khiến tên pháp sư này trầm cảm gen gì đến vậy? Trở về tuổi thơ của John Constantine, John có một người bạn thân tuổi thuở nhỏ tên là Chat, kiểu <laughs> không phải ghi Chat, Chat. Tuy tính cách hai người có trái ngược nhưng mà tình yêu chung với âm nhạc đã gắn kết cả hai với nhau. Họ thậm chí còn thành lập một ban tên là Ngọt có bài thấy chưa? Đúng đấy. Họ đi trình diễn khắp các hộp đêm từ năm này qua năm khác. Trong một lần được book ở Newcastle tại một club được điều hành bởi một tên khốn cuồng tín thì đêm đó ở dưới tầng hầm hộp đêm, tên này thậm chí đã dùng chính con gái mình để làm vật dẫn truyền để nâng cao ma pháp. John và Chad khi đó tò mò xuống dưới vì ngửi thấy mùi khả nghi. Cộng với cả việc John có biết chút phép thuật nên là thay vì gọi cảnh sát thì John gọi tới một con quỷ tên nó là Negro nhưng mà tôi gọi nó là Negro được không? Khỏi phải nói sau khi triệu hồi thì Negro hành quyết không sót một tên nào kể cả tên chủ hộp đêm Lợi dụng khi hỗn loạn, hai người mang theo cô bé Asha bỏ trốn và vì không biết làm cách nào để trả con quỷ về địa ngục nên là Negro đi lên sảnh chính và biến cái hộp đêm thành hộp máu. Trước khi rời đi, hắn còn giành lại cô bé Astra trong tay hai người để rồi cái ánh mắt cầu cứu của cô bé mắc kẹt trong tâm trí của đôi bạn, đặc biệt là John. Sau đó John cùng Chas đã phải vào nhà thương điên để điều trị tổn thương tâm lý. Sau khi ra viện, mỗi người một ngả. Chas thì đã vợ con để huề nhưng mà John thì vẫn lồng bông nay đây mai đó. Cho đến hôm nay, Chas gõ cửa tìm đến John có việc muốn nhờ vả. Chuyện là con gái của Chas tên là Trish <laughs> Bố trẻ con chat với Tritt. Tritt bị rơi vào một cơn hôn mê bất thường Bác sĩ cũng bỏ tay Thế là Charles nghĩ ngay là con gái mình bị tấn công bởi phép thuật hắc ám Và John là người giỏi nhất về lĩnh vực này Sau đó cả hai tới bệnh viện nơi đang chăm sóc cô bé Vợ Charles cũng biết vụ cô bé ở hộp đêm năm xưa Nên một mực ngăn cản không cho John nhúng tay vào Nhưng sau khi nghe chồng thuyết phục thì cũng xuôi bởi vì đó là cách duy nhất để họ có thể cứu con gái Được sự đồng ý của gia đình John đóng cửa thi triển phép thuật Gọi tới một cô y tá quỷ Asa Người có chuyên môn hơn mình sau khi chẩn đoán kỳ thực có một con quỷ tên là burro đã đánh cắp linh hồn của tris hắn nhắm vào cô bé tris để dụ john tới và tất nhiên để lại địa chỉ đàng hoàng sau đó john cùng chas lên đường tới los angeles để lại asa ở viện chăm nom cho cô bé ngay lúc này hai người bạn đã có mặt ở trước biệt thự của burro họ được tên quản gia đầu lợn dẫn vào trong sảnh nhưng mà tính tò mò của john đã mò được tới bể ơi xác thịt tại đây anh gặp mặt bero kẻ đã bắt cóc linh hồn của tris nói ngắn gọn là hắn đang triển khai mô hình kinh doanh và cần john làm đa phủ để giải quyết những con quỷ khác trong thành phố Xong việc thì hắn sẽ trả lại linh hồn cho cô bé Sau vài ngày điều tra mà chẳng thấy có tiến triển Boro lấy tính mạng của Trish ra thúc giục Cảm thấy chưa đủ sức đe dọa Hắn cho John biết danh tính thật của mình sau khi lột lớp ra bên ngoài Oan ra ngõ hẹp Đây chính là con quỷ Negro con quỷ năm xưa được John giải thoát và khiến anh bị sang chấn tâm lý. Sau đó John lại ra phố, lần này được một cậu bé chỉ điểm tới một quán rượu. Tại đây anh gặp mặt Angela, hiện thân của thành phố Los Angeles. Qua lại được đôi ba câu chuyện thì cô dắt anh vào nhà vệ sinh để nghe John kể về lịch sử thành phố thông qua cái lối nhỏ của mình. Tóm cái váy lại là cô cũng muốn giúp anh diệt trừ lũ quỷ để thanh lọc cái thành phố và cô cho anh tên của chúng. Nhưng mà John thì chưa bao giờ là một pháp sư mạnh cả Anh nổi tiếng về biệt tài lươn lẹo với những manh khóe của mình sau khi tìm kiếm trên mạng, anh chọn được một vị thần chết trong thần thoại Aztec tên hơi khó đọc, tôi gọi là thần chết nhé. John tới lò mổ dùng máu của mình để triệu hồi tên thần chết. Anh hứa sẽ cho hắn một bữa tiệc thịnh soạn bằng cách ăn thịt những con quỷ trong vùng này. Dứt lời, John cùng Charles tới một nhà thờ bỏ hoang sau khi đã hẹn mấy con quỷ ở Los Angeles. Ở bên ngoài, Charles đổ nước thánh xung quanh nhà thờ để chặn không cho chúng thoát. Thế rồi khi dàn đầu trâu mặt ngựa phá làng phá xóm xuất hiện, John cũng mở cửa cho thần chết bước vào. Chính ra thì cái bữa ăn này cũng hơi khó nuốt. Tới khi tên thần chết xử lý được hết đống ma quỷ thì hắn cũng thừa sống thiếu chết lần này John sẽ không để lỗi lầm ở Newcastle lặp lại, lợi dụng tiền thần chết đáng yếu, anh tiện hắn về lại địa ngục. Xong xuôi mọi thứ, John về đòi lại linh hồn của Beatrice Nhưng mà tên Negro dễ gì bỏ lỡ một tay sai được việc như John Hắn nuốt lời và bắt John tiếp tục làm theo mệnh lệnh của mình Nếu không sẽ gửi Trish xuống địa ngục John thất vọng, John bị Charles chửi, John đi uống rượu, John bị cảnh sát bắt Và cuối cùng vẫn phải nhờ Charles tới bảo lãnh Charles động viên John, con gái tao tao buồn thôi mày bốn gì Thế là John nghĩ ra một cách, anh cùng Charles tới bệnh viện gần nhất John tụng kinh gọi Negro tới, sau đó diễn một vở kịch Mục đích là để Negro tóm lấy Charles Đúng lúc này anh ra hiệu cho Asa ở bệnh viện cùng mình thực hiện lời nguyền tình yêu Negro bị tình cảm của hai mẹ con dành cho Charles truyền vào người Với quỷ dữ thì tình cảm giống như một căn bệnh Nó lớn lên như tế bào ung thư Negro rời bài cuối Lập lời thề sẽ thả cả Trish lẫn cô bé Astra năm xưa đã bắt đi Nhưng mà tin đã mất do nước mắt cuốn ký ức anh chìm sâu John cứng rắn từ chối Để mặc hắn nổ băng xác và trả lại linh hồn cho cô bé Trish Tưởng chừng đây là kết thúc viên mãn cho gia đình Charles nhưng mà lời nguyền vẫn có cái giá của nó. Việc hai mẹ con truyền hết tình yêu khiến họ quên luôn Charles là ai. Charles dù tức John nhưng vẫn chấp nhận trả giá để cứu con gái của mình. Anh sẽ bắt đầu cuộc sống mới tại Los Angeles. Còn John Constantine sẽ lại tiếp tục cuộc sống nay đây mai đó của một kẻ cô đơn. Tiếp theo chúng ta đến với Justice League, Đả bù lờ mau. Kể từ vụ cả liên minh công lý bị Trigon thao túng tâm lý, họ vẫn chưa nhận được vấn đề của team là cực kỳ thiếu đam phép nếu kẻ thù mà là người chơi hệ tâm linh thì toang chẳng hạn như lần này một loạt những hiện tượng tâm linh kỳ bí xuất hiện khắp nơi Các nạn nhân đều chia sẻ là mắt mình được đeo một lớp filler Những người xung quanh hay thậm chí là người thân Con cái đều biến thành ngào ộp Thế là liên minh họp mặt để tìm cách giải quyết Theo thống kê thì đây là một sự kiện toàn cầu chứ không phải riêng ở Mỹ Điều này khiến các thành viên liên minh nghĩ tới việc một thế lực nào đó đang đứng sau tất cả chuyện này Và chắc chắn nó liên quan tới phép thuật Batman thì nghĩ đây là trùng hợp cho tới khi anh về tới nhà và nhận được thông điệp của một kẻ nào đó, viết tên Constantine chằng chịt lên khắp căn hộ của anh. Ngay lập tức Batman lên đồ đi hỏi thăm tung tích của tên pháp sư bất cần John Constantine, người biết rõ về hắn nhất là bóng hồng từng đi qua đời anh Jantana, bởi vì cô cũng từng đi qua đời hắn. May thay cô phù thủy xinh đẹp cũng đang có một buổi biểu diễn ở dạp sắc trung ương Gotham. Sau màn trình diễn, Batman tới cặp Jantana ở phía sau cánh gà và hỏi về Constantine và chia sẻ về một mối hiểm họa khiến cả liên minh đau đầu. Zantana đồng ý đưa Batman tới chỗ Constantine và cô muốn tham gia vụ này. Ngoài ra có một linh hồn đã theo dõi Batman suốt cuộc hành trình là Boston Brand. Anh chính là người đã nhập vào cơ thể Batman để tự viết lên tường những dòng chữ Constantine. Vì Brand muốn Batman tìm tới Constantine, người có thể giải quyết vụ này. Nói về Boston Brand, Deadman. Ngày xưa anh là diễn viên nhào lộn, trong một lần lộn xào thì bất ngờ bị bắn lén. Nữ thần Ramakusa tiếc thương cho tấm thân cơ hàn của anh nên đã cho linh hồn của anh ở lại dương thế. Anh có khả năng nhập vào cơ thể người khác để điều khiển họ. Sau đó cả ba người lên đường đi tìm John. Có một tin vui và một tin buồn. Tin buồn là đi giữa đường bị một cơn lốc xoáy tấn công tới mức phải bỏ lại chiếc ô tô. Tin vui là ngay sau đó con Santin xuất hiện cứu mọi người. Mọi người được đón vào một ngôi nhà ma thuật. Ngôi nhà này có một linh hồn nói chuyện như chat GPT. John cũng nghe ngóng được tình hình nhưng mà để biết chi tiết sự tình ra sao thì mọi người cần phải đi gặp các bệnh nhân bị kiểm soát để đi vào tâm trí của người khác thì John cần có một đồng xu phép thuật thế là anh dẫn cả nhóm đi tới nhà một người bạn của mình tên là Richie ngay sau khi tới nơi, John thấy các cô hồn các đảng đứng trước nhà. Anh dùng phép thuật đuổi chúng về địa ngục trước khi bọn nó bắt lấy linh hồn của Richie. Sở dĩ chúng muốn bắt Richie là bởi vì ông bạn này bệnh tật đầy mình. Nếu mà hôm nay John không tới thì ngày này năm sau là ngày rỗ đầu của ông bạn già. Sau khi mượn được đồng xu, John cùng mọi người tới bệnh viện. Anh đặt đồng xu lên chán một bệnh nhân. Nó mở một lối đi vào tâm trí và lần này John và Zatanna sẽ cùng đi vào trong nghiên cứu. Kết quả là họ tìm ra hình ảnh một chiếc nhẫn có thể liên quan tới kẻ đứng sau vụ này. Ngay sau đó, John cùng Zantana kịp thời thoát khỏi đầu của bệnh nhân trước khi cái xác bị chiếm hữu hoàn toàn mọi người lại quay trở về nhà Ritchie để hỏi thăm manh mối vừa tìm được. Thêm một lần nữa họ phải đánh đuổi lũ cô hồn vì có lẽ Ritchie đã gần đất xa trời lắm rồi. Vậy là John quyết định cho ông bạn ở lại trong căn nhà ma thuật cho an toàn. Tình cờ họ lại gặp cả Jason. Jason hay đi cờ bạc rượu chè cùng John. Jason tới để hỏi John về hòn đá hôm trước cả hai đánh bài ăn được của lũ quỷ. Nó có liên quan tới Doctor Destiny. Doctor Destiny có liên quan gì tới Jason và vụ này? Ngay sửa ngày xưa Jason từng đối đầu với kẻ sở hữu viên đá Doctor Destiny. Hắn dùng phép thuật yểm lên tâm trí các chiến binh kề và sát cánh cùng anh khiến họ cũng nhìn thấy những ảo giác và quay sang chém rết lẫn nhau jason đã phải ngã xuống trước lưỡi kiếm của hắn và lúc đó một pháp sư đã triệu hồi con quỷ etrigan để tiêu diệt doctor destiny và lừa là nếu như nó chiến thắng thì ông sẽ mở phong ấn cho nó mãi mãi và đúng là etrigan đã đánh thắng doctor destiny thật nhưng mà pháp sư này lại hậu tiến tiên bịp ông ta ràng buộc linh hồn etrigan vào jason nhưng mà nhờ thế jason được cứu mạng quay trở lại hiện tại khi thấy viên đá được john cất trong ngôi nhà ma thuật thì anh cũng yên tâm ngay lúc đó thì richie tỉnh lại sau khi xem hình ảnh chiếc dẫn Rich Chi nhắc tới một cái tên Felix Fox Hắn là một tên phù thủy sống ẩn thân trong một lâu đài vô hình Sau một hồi hỏi han tìm kiếm thì cuối cùng mọi người cũng tới được lâu đài của tên Felix Fox Phải vất vả lắm cả năm người họ mới đánh bại được tên phù thủy này Nhưng mà khi tra hỏi thì hắn lại không phải là người đứng sau các sự kiện kỳ lạ trên thế giới Hình như họ đã bỏ quên chi tiết nào đó Đúng vậy là Richie Ông bạn già bệnh tật vẫn đang ngồi ở trong ngôi nhà ma thuật với viên đá pha lê dân tận miệng. Ngay lúc này, hắn đang triệu hồi Doctor Destiny với hy vọng pháp lực của Doctor Destiny có thể cứu rỗi được cơ thể mục ruỗng của mình. Thế là là Doctor Destiny hồi sinh sau hơn 500 năm, hắn lập tức tiến vào thành phố sau khi đã gieo rắc sự hỗn loạn các anh hùng của liên minh thì ra sức ngăn cản nhưng mà làm gì có đam phép đen lồng xanh thậm chí còn bị ma thuật thao túng quay sang triệt hạ batman nhưng batman một lần nữa cho người hâm mộ biết vì sao anh là đấng cả wonder woman lẫn superman cũng trở thành tay sai Gian Tanna đang phải cầm chân họ để constantine đi đối phó với tên phản diện ngay lúc này trận chiến vẫn đang cực kỳ căng thẳng destiny mạnh tay nỗi hắn tách cơ thể con quỷ echigan ra khỏi jason nhưng mà constantine vẫn còn một kế hoạch anh cố tình để destiny tóm lấy mình giữa lúc hắn đang đắc thắng deathman rời khỏi người John để nhập vào Doctor Destiny. Tết bạo chúa phân tâm không đề phòng phía sau jason đâm lủng ngực hắn bằng cây kiếm của etrigan đồng thời phá hủy viên pha lê sau đó john niệm chú đưa dr destiny về lại địa ngục trả lại thân xác cho richie cố hồn các đảng lại kéo đến nhưng mà lần này john không cứu cho ông chừa một người khác cũng đang trong cơn nguy kịch là jason việc bị tách khỏi etrigan khiến những vết thương năm xưa lại đổ máu jason chút những hơi thở cuối cùng trong vòng tay của bạn bè chấm dứt hàng trăm năm gắn bó với etrigan sau khi mối hiểm họa được diệt trừ, mọi người lại quay trở lại cuộc sống riêng. Nhân dịp này, John cùng Zatanna lại nối lại tình xưa. Sau đó cả hai cùng gia nhập liên minh theo lời mời từ Batman. Tất nhiên là do Zatanna rủ chứ còn John cũng không hứng thú gì với việc làm anh hùng. Bộ phim kết thúc với cảnh đôi tình nhân dắt tay nhau vào ngôi nhà ma thuật. Còn Chat CPT cũng rủ Deadman vào cùng để khỏi ăn cơm chó của hai anh chị. Bây giờ chúng ta đến với một sự kiện cực kỳ chí mạng trong vũ trụ DC, The Death of Superman mỗi sự mất mát đều để lại một khoảng trống lớn và phải cần thời gian để bù đắp vậy nếu như hành tinh này mất đi biểu tượng của hy vọng liệu chúng ta còn bước về phía trước liệu con người còn bước về phía trước thì con người chắc là vẫn có nhưng mà trong hoạt hình thì sao hôm nay superman lại tiếp tục bảo vệ thành phố metropolis vừa bắt được mấy tên tội phạm điểm đặc biệt là lần này bộ giáp của chúng được chế tạo từ công nghệ apocalypse chính là hành tinh của Darkseid sau đó superman tới gặp lois lane tại star cô muốn tìm hiểu thêm và lên bài về chiếc tàu không gian đã đưa anh đến trái đất kết thúc buổi nói chuyện superman đưa lois về tòa soạn ngay khi biến khỏi tầm mắt cô anh quay trở lại với công ty với nhận diện clark kent giả vờ hờn ghen với bạn gái để vì được Superman chú ý Bởi vì Clark vẫn chưa nói cho Lois mình chính là Superman Anh làm vậy vì muốn bảo vệ cô Mặc dù là cái này hơi đần tí Bỏ mũi kính ra Trông khác mẹ đâu Lois đần vãi Tới hôm đó Superman bay tới nhà riêng của Lex Luthor Hỏi liệu hắn có liên quan gì tới mấy bộ giáp không Hắn phủ nhận mọi lời cáo buộc Ngay lúc này ở bên ngoài vũ trụ Một tảng thiên thạch vừa bay qua cổng không gian những mảnh vụn của nó lao vào chiếc vệ tinh khiến toàn bộ phi hành gia thiệt mạng cục lớn nhất đâm thẳng xuống trái đất nhưng may là chỉ rơi xuống biển ngay khi phát hiện vật thể lạ lex cử nhân viên xuống biển tìm hiểu cả binh lính của atlantis cũng có mặt để tìm hiểu và thứ họ thấy không phải là một thiên thạch mà là một con quái vật tên là doomsday sau khi thức dậy nó làm gỏi cả các giáo sư lẫn binh lính atlantis trong sự chứng kiến của lex luther một thời gian ngắn sau aquaman có mặt tại hiện trường nhưng mà doomsday đã bỏ đi aquaman lần theo dấu vết thì có vẻ con quái vật đang đi về hướng thành phố vậy nên liên minh sẽ dừng lại ở việc nghe ngóng tình hình. Tối nay Superman dẫn louis về ra mắt bố mẹ. Tất nhiên là hai ông bà Ken chim mừng cô, nhưng mà cho tới khi tiễn người yêu ra về, anh vẫn lấn cấn việc tiết lộ danh tính. Đêm đó Clark suy nghĩ mãi, nhưng nghĩ mãi rồi cũng ra chuyện. Trưa nay anh hẹn louis đi ăn trưa và tiết lộ mình chính là Superman. Bắt đầu còn bật cười Cho đến khi anh bỏ kính ra thì đến tôi cũng bất ngờ Tại vì sao mẹ Lois ngu thế Ngay sau đó Superman nhận được cuộc gọi tới từ liên minh Vì nhiều thành viên đã bị Doomsday đánh bại Nó sừng sững tiến về thành phố như là rapper Superman lao vào Doomsday đánh một trận long trời lở đất Anh siêu khỏe, nó còn khỏe hơn Anh có mắt laser, Doomsday cũng có Càng đánh, Superman càng tỏ ra yếu thế trước con quái vật châu bò này. Lần đầu tiên có một đối thủ vượt trội hơn Superman trên mọi mặt. Sau vài tiếng vật lộn với nhau, Clark đã nằm đo sàn, còn Doomsday vẫn khỏe phơi phới. Lois Lane không can tâm nhìn người yêu chết dần chết mòn, cô ném sỏi vào người hắn để viên sỏi vỡ ra. Thế là Doomsday tha cho Superman để tiến tới hành quyết cô. Ngay lúc Superman nghe thấy tiếng khóc cùng tiếng yêu thay lời tạm biệt của bạn gái, anh gồng hết sức bình sinh, sống chết, la vào bẻ cổ Doomsday. Nhưng cùng lúc anh bị nó xiên một cú thấu tim. Sau khi gửi những lời chân chối cuối cùng, Clark nhắm mắt trong vòng tay của Lois Lane. Sự ra đi của Superman là một nỗi mất mát lớn cho cả liên minh lẫn thế giới biểu tượng về hy vọng mãi mãi chỉ còn nằm trong ký ức của tất cả mọi người. Một thời gian sau và một ngày đẹp trời, con tàu không gian của Clark bỗng phá xích bay về phía pháo đài cô đơn ở Bắc Cực. Sau tháng trôi qua kể từ ngày người đàn ông thép ngã xuống, dạo gần đây bỗng xuất hiện những phiên bản Superman Quảng Châu bay trong thành phố, nào là một Superman bằng thép, nào là một Superman đeo kính hàn, thậm chí là Superman nửa người nửa máy, nhưng điểm chung là tất cả họ đều đang hoạt động và làm theo tấm gương đạo đức của Superman. Duy chỉ có một thứ là không ai làm được là bù đắp khoảng trống trong Lois lên Cô cũng có nghe về những Superman mới nên là nay cô tới bữa tiệc của Lex để tìm hiểu. Hắn cũng có một phiên bản cho riêng mình tên là Superboy. Cuộc vui sớm bị phá hỏng khi tên Sup đeo kính hàn bay tới vì hắn muốn tiêu diệt Lex Luthor. Vậy là Superboy có dịp phổ diễn hiệu năng. Sau đó có cả những Sup thép, Sup máy tới ngăn cản tên Sup đeo kính nhưng mà để so sánh sức mạnh của các ông với nhau thì ông nào cũng là iPhone nhưng mà tên Sup đeo kính là Pro Max, ao trình hết. Mỗi tội là đêm qua chơi cắm sạc nên là khi nghe tín hiệu pin yếu tên này bỏ đi mặc kệ mục tiêu. Những tháng ngày sau đó, thế giới được chứng kiến cùng lúc nhiều Superman trên bầu trời thành phố. Tòa soạn Daily Planet của Lois cũng không tiếc những lời có cánh dành cho các phiên bản. Riêng Lex thì không vui lắm tại vì Superboy xuất hiện trên mặt báo toàn bởi những trò mèo linh tinh. Đường đường là một đứa mang cả gen của Superman lẫn Lex Luthor nhưng mà như này thì gây to. Để chuộc lỗi thì hôm nay Superboy đón tổng thống từ trên xe xuống trước mắt hàng chục ống kính phóng viên. Nhưng mà ngay lúc tổng thống phát biểu, một chiếc cổng không gian mở ra trên bầu trời. Sau đó hàng chục con Parademons từ Apocalypse xa xuống tấn công mọi người. Thế là các súp cùng liên minh được một phen bận rộn. Nhưng ngay lúc mọi người dọn dẹp lỗ quái xong, chiếc cổng không gian trở nên bất ổn. Nó rơi ập xuống đầu các thành viên Justice League sau đó toàn bộ liên minh công lý bị dịch chuyển đến một vùng không gian vô định ở đây họ phải chiến đấu với vô số quái vật ngoài hành tinh nhưng mà điều khó chịu hơn là không ai xác định được vị trí mình bị dịch chuyển để quay về Vậy là nước Mỹ không những mất đi Superman mà họ mất hết. Một chiều nọ ở nghĩa trang thành phố, tên súp máy nhận được tín hiệu liên lạc từ Darkseid. Thì ra hắn là người đứng sau kế hoạch thả đàn Parademon xuống cũng như bắt cóc Liên Minh Công Lý, nhưng mà không có gì qua mắt được những cánh kinh 14. Lois Lane sau khi hỏi thăm người gác mộ đã biết được phần mộ của tên súp máy. Tối hôm đó cô mang thông tin tới tiến sĩ Henry Iron, người mà Lois vừa phát hiện ra chính là Superman thép. Henry được Superman truyền cảm hứng và anh muốn giữ gìn biểu tượng đó nên đã tự chế cho mình một bộ đồ kim loại. Sau khi điều tra thì phần mộ mà tên súp máy ghé qua là Terry Một nữ phi hành gia đã thiệt mạng trên vệ tinh Lois nghi ngờ Cyborg súp chính là chồng của Terry Hành, anh là phi hành gia duy nhất mà người ta không tìm thấy xác Có lẽ Darkseid đã vớt xác hắn rồi cứu sống để làm tay sai cho mình Sáng hôm sau, tên Cyborg Soup phát biểu trong buổi tọa đàm với người dân ở quảng trường thành phố Hắn có một dự án siêu chính binh Anh em nào muốn làm Super Idol thì chỉ cần đeo thiết bị này lên ngực Là tự động nó sẽ biến thành một bộ giáp Giúp các anh em có siêu thể lực và biết bay nhảy Ô, nghe giống Iron Man phết. Tất nhiên là ngay sau đó dự án khởi nghiệp này thu hút hàng trăm tình nguyện viên. Chẳng mấy chốc trên đường phố cảnh sát đã bị biệt đội Super Idol chiếm việc từ bắt trộm cho tới đưa người già qua đường. Sup thép và Louis thấy mọi thứ dần trở nên tà đạo nên là hai người chia nhau ra tìm sự giúp đỡ. Louis tới chỗ Lex Luthor trao đổi những nghi vấn của cô về tên Sup máy. Còn Sup thép tới pháo đài cô đơn nơi phi thuyền của Superman bay tới sau khi anh chết. Ngay khi tới pháo đài thì có hai sự bất ngờ diễn ra. Một là đây là nơi tên Sup kính hàn sạc lại năng lượng. Thực chất thì hắn chỉ là AI của phi thuyền. Thứ hai là Superman hàng real sau khi được chữa trị bằng công nghệ độc quyền của Krypton đã chính thức sống lại. Sau khi nghe Sup thép kể lại, Sup real lập tức bay về thành phố, nhưng mà bay bằng phi thuyền để vì sức anh còn yếu. Lúc này ở thành phố, hàng trăm người dân đang đứng biểu tình trước con tàu tự ý xây dựng của tên Sup máy. Một lát sau, Louis và Lex có mặt. Louis yêu cầu đám lính đưa cô tới chỗ trên súp máy. Tới khi cả hai chạm mặt, Louis thẳng thừng vạch bộ mặt thật của hắn cùng kế hoạch dọn đường cho Darkseid và dĩ nhiên điều đó đưa cô vào thế nguy hiểm. Hắn bóp cổ Louis cực mạnh và không hề có ý làm cô sướng. Chính lúc này sai ra lệnh cho súp máy mở cổng không gian để hắn đích thân xuống trái đất để hắn tự tay giết Superman sau khi phát hiện ra tín hiệu sự sống. Súp máy lại muốn chính mình được ra tay, hắn tháo rời lõi điều khiển cùng Mother Box trước ngực, một là để tránh bị sai điều khiển, hai là để đóng cổng không gian. Ngay sau đó tàu của Súp đâm thẳng vào khoang điều khiển nơi súp máy đứng. Louis gặp lại nghệ trong quả đầu nghệ hơn. Lúc này con tàu diễn ra trận solo giữa Súp và Súp nửa mùa, nhưng mà cái hàng Real này mới xuất kho nên là hơi beta, đành phải chơi vũ khí. Sau khi nghe tin, Liên minh công lý đã mở đường quay trở về và dọn sạch đám Super Idol nhờ công của Lex Luthor. Tên súp máy chơi bài cuối, phóng con tàu lên không gian để ôm bom tự sát cùng cả hai. Tới khi bay ra ngoài trái đất ở trạng thái không trọng lực, sự chênh lệch sức mạnh càng lộ rõ. Súp ăn hành ngập mặt. Lúc này Lois mới nghĩ ra cách mở hết các tấm chắn xung quanh con tàu để đón ánh sáng mặt trời. Superman đớp được ánh sáng hơn chất thì không khác nào nhân viên cuối tháng nhận lương. Anh hạ gục tên súp máy dễ như trở bàn tay, đồng thời vô hiệu hóa máy chủ của hắn, khiến đồng loại anh em idol dụng như lá mùa thu trở lại làm công dân. Sau khi chiến thắng, Lois ôm choàng lấy like Clark. Đêm nay sẽ có người bù đắp đắp cho khoảng trống trong cô suốt 6 tháng qua. Sáng hôm sau, để hợp thức hóa cho sự trở lại của cả nhà báo Clark Kent lẫn Superman, anh thuê Martian Manhunter giả dạng là mình để công chúng confirm hai người không phải là một. Sau sự kiện xâm chiếm lần này, Liên minh Công lý quyết định sẽ không ngồi yên chờ Doc sẽ tới. Cả đội lập kế hoạch tấn công ngược lại Apocalypse. Và lần này, họ sẽ có sự phục vụ của tỷ phú trọc Lex Luthor. Tiếp theo, chúng ta đến với Batman Hush. Ở bên kia bầu trời về đêm chắc đang lạnh dần Và rơi giờ đang chìm trong các ánh mắt ngưỡng mộ của toàn bộ khán phòng Tối nay trong một buổi tiệc Batman lại gặp quý cô Selina Kai aka Catwoman Cũng đã gần một năm rồi cô không đi trộm cắp Batman muốn bắt trộm nhiều hơn với cô Nhưng bắt quản gia Alfred đã thông báo tên bên đang bắt cóc một đứa trẻ làm con tin bên trong một tòa nhà Thế là Batman đành phải bái bai với người đẹp và khoác bộ áo rơi lên mình Lúc này bên ngoài tòa nhà cảnh sát đang phong tỏa vừa bắt đầu đưa tuyển chuộc như yêu cầu của hắn Thì ở bên trong Batman

còn riêng bên thì mất thêm chút thời gian. Vậy là nhiệm vụ giải cứu cậu bé thành công, nhưng mà quay đi quay lại túi tiền đã bị Catwoman lấy mất và đang chạy trốn ra ngoài bằng cửa sổ. Batman đuổi theo mèo vườn dơ trên phố. Đúng lúc anh đang đu dây thì có một tên sát thủ tự dưng là Hush bắn lén, làm đứt dây cáp khiến Batman ngã rúi rụi rồi nằm bất tỉnh. Sau đó Catwoman cũng quay lại khi mà thấy có mấy tên trộm vật tính lam le làm hại Batman. Cô chỉ rời đi sau khi Batgirl tới để đưa Batman về chữa trị. Lúc này Catwoman đi đến nhà kính của Poison Ivy để giao túi tiền, bởi vì cô đang bị ả ta kiểm soát bằng thứ chất độc thực vật ngay sau khi Catwoman rời đi, Hush, tên sát thủ vừa bắn Batman cũng đến để lấy một nửa số tiền. Batman thì được chuyển tới chỗ người bạn Thomas để phẫu thuật. Khi tỉnh lại, Thomas dặn anh là phải nghỉ ngơi 2 tuần. Nhưng mà sau khi xuất viện 2 tiếng, Bruce đã bắt tay vào việc. Đêm nay, Batman tới nhà tù để hỏi cung bên. Vừa vào đến ngục thì gặp Amanda Waller. Bà ta đòi dẫn bên về nhà tù của mình để kết nạp vào biệt đội cảm tử. Nhưng ngay lúc đó, bên đã tỉnh thuốc mê. Hắn phá xích rồi chạy đến nhà kính gặp Ivy để hỏi về số tiền hôm trước nhưng mà chỉ gặp Catwoman. Ngay lúc này, Batman đã theo kịp và bắt bên một lần nữa. Nhưng chưa kịp hỏi gì thì đã bị Waller kéo con hàng đi sau đó Catwoman tới xin Batman cho mình đi cùng để điều tra Ivy và trả thù vụ thôi miên hôm trước tối nay Catwoman tìm thấy Ivy ở một nhà kính khác cô giả vờ nhưng vẫn bị thôi miên nhưng mà không hiệu quả thế là Batman ra mặt tưởng chừng lần này sẽ bắt được Ivy nhưng mà từ sau làn khói đổ nát à mang ra con hàng Superman bằng xương bằng thịt Superman này hiện đang bị Ivy kiểm soát tâm trí bằng chất độc một lòng một dạng nghe theo lời tội phạm Gotham thì Batman không ngán ai nhưng mà gặp thằng này chỉ có sủi khi hai người chạy xuống dưới cống ngầm Batman bảo Catwoman đi tìm hàng nóng trong khi anh ở lại giữ chân Superman và hàng nóng ở đây là Lois Lane bồ của Superman. Ngay trước khi Superman cho Batman về với ông bà già thì anh nghe thấy tiếng kêu cứu của bạn gái. Điều đó khiến Superman lấy lại sự kiểm soát và cứu Lois kịp thời. Siêu nhân vẫn dạy gái. Xong xuôi cả ba người quay lại tính sổ với Ivy. Nhưng khi nằm ngoan trong dọ, cô ta khai ra mình cũng chỉ là quân cờ của tên Hush. Lúc này Hush đang quan sát từ xa, chuẩn bị nước đi tiếp theo của mình. Quân cờ lần này là Joker và Harley Quinn. Tối nay cặp bài Tây có mặt để quấy phá một buổi hòa nhạc nơi mà Bruce, Selena lẫn Thomas đến nghe. Kết quả là khi cả hai bị Harley Quinn thu hút, Thomas ở bên ngoài đã tử vong dưới chân tên Joker. Chính lúc này Batman trở nên mất kiểm soát. Nếu không có thanh tra Gordon ngăn cản thì anh đã đánh chết Joker. Sau khi trở về hang rơi và bình tĩnh lại, Batman biết rằng Joker thực sự không ra tay với Thomas. Tạm gác chuyện tội phạm sang một bên, Batman đã cho Catwoman biết mình là Bruce Wayne. Anh không những kéo cô về dinh thự để sống chung, mà cả hai còn đá cắp đi bắt cướp bởi Gotham. Chỉ riêng tối nay, Batman có việc phải đến nhà tù Arkham để tra khảo tên Riddler. Và sau một hồi thì dẫn tới câu trả lời Riddler chính là Hush. Ngay trước Riddler có một khối u ở trong não, bác sĩ Thomas không thể giúp được hắn. Thế là Riddler tìm tới hồ tái sinh Lazarus. Sau khi ngâm mình dưới dòng nước, không những khỏi bệnh, IQ của hắn còn được nhảy thêm vài trăm đơn vị. Trong thoáng chốc, Riddler đoán ra Batman là ai và làm cách nào để hủy diệt anh hoàn toàn bằng cách thực hiện một chuỗi các kế hoạch để dẫn Batman cũng như là cướp những người mà Bruce quan tâm. Đầu tiên là Thomas, giờ là Catwoman. Và tất nhiên người ngồi trước mặt anh nãy giờ chỉ là tên Clayface có khả năng giả dạng Còn tên Hush đang gửi một lời từ nơi xa Nơi mà hắn đang trói cô mình trên một đống sắt vụn chờ được đem đi nghiền Batman phóng như bay tới đó Anh vừa kịp tới nơi giữ lại mạng cho người yêu Giang co về Hush một tên có cái đầu cực kỳ hỏi chấm nhưng mà giờ hắn không chỉ là một tên Riddler mưu mẹo mà trở thành một Hush văn võ song toàn. Trong lúc đó thì mình tự tìm cách thoát khỏi thiêng xích để hai anh chị bán cơm chó mỡ hành cho hush Tới khi hắn chột chân rơi xuống, Batman bắn dây giữ hush lại nhưng mà Catwoman cắt phăng dây cáp khiến hắn rơi thẳng xuống biển lửa. Sau khi cả hai thoát khỏi nhà máy, Bruce dỗi Selena vì phá vỡ nguyên tắc của anh là không giết người, để rồi bị Selena quật lại một trận vì thứ nguyên tắc đó đã suýt giết chết cả anh lẫn người anh yêu quý. Dứt lời thì cô rời đi, Batman cũng không níu kéo. Có lẽ một ngày nào đó khi anh thay đổi, Batman sẽ lại sánh bước bên Catwoman. Nhưng mà Batman nên gác lại chuyện tình cảm để chuẩn bị cho trận đánh với Darkseid. Nhưng mà trước khi đến với trận chiến lớn nhất thì hãy thả lỏng để thưởng thức màn đối đầu của những người phụ nữ xinh đẹp. Chúng ta quay trở lại 5 năm trước khi một vài con Parademons được bí mật gửi xuống Trái Đất. Sau đó không lâu, được tin cấp báo, đại úy Steve Trevor đã lái máy bay theo dõi chúng nhưng lại bị lũ quái vật của hành tinh tấn công ngược lại khiến máy bay rơi xuống biển. Trong khi bị sặc nước, anh được một cô gái cứu mạng rồi mang về chữa trị những vết thương. Sáng hôm sau khi tỉnh lại, cô mới giới thiệu cho anh mình là Diana, công túa của Themyscira. Cô cùng mọi người ở đây đều thuộc tộc người Amazon và tất cả đều là phụ nữ. Cho tới hôm nay anh là người đàn ông đầu tiên đặt chân lên chỗ này. Nhưng mà sau khi sức khỏe đã ổn định, anh bị quân lính đem nhốt vào nhà lao bởi lệnh của nữ hoàng. Tới nửa đêm thì Diana lên đồ tới cấp ngục. Diana muốn cùng Steve thức dậy ở một nơi xa đi được nửa đường thì cả hai bị mẫu hậu bắt được nhưng mà lòng cô đã quyết bỏ nhà theo dài kể cả có phải từ bỏ danh tính lẫn quê hương của mình vậy là đêm đó diana bỏ nhà ra đi cùng người đàn ông cô mới gặp hôm qua tới washington dc đại úy steve sắp xếp cho diana ở nhà của tiến sĩ hào cổ julia từ ngày có diana cô con gái vanessa của tiến sĩ cảm thấy bị dành hết sự quan tâm năm tháng trôi qua cô bé lớn lên trong những ý nghĩ thù ghét diana còn Diana thì hôm nay quyết định đã tới lúc làm việc mình muốn, trở thành Wonder Woman và gia nhập Liên minh Công lý. Tỷ lệ tội phạm ở Washington giảm đáng kể từ ngày có bóng dáng nữ thần chiến binh. Trở về với thời điểm hiện tại, ba tiến sĩ đến trụ sở gặp và nói với Diana rằng con gái mình đã trôm đồ ở bảo tàng đi bán. Sau đó cả ba người lên xe đi tìm Vanessa. Tới khi trời tối, họ tìm ra nơi cô đang giao dịch cái đầu rắn với Doctor Poison. Diana cùng Steve đánh bại lũ dâu ria nhưng mà Poison đã chạy thoát cùng cổ vật. Tệ hơn nữa là trong khi giao tranh, mặc dù đã nấp kỹ nhưng mà tiến sĩ Kapatelis vẫn dính đạn lạc và ra đi. Sau đó Vanessa bỏ nhà và tới giao du với hội của Poison. Cô đổ lỗi cái chết của mẹ mình cho Diana và chấp nhận làm thí nghiệm siêu chiến binh cho Dr. Poison. Từ đó cô theo tổ chức Cyber thực hiện nhiều phi vụ trái phép. Ở Washington, Diana và Steve đã chú ý tới tổ chức này. Cyber đang chế tạo một loại huyết thanh để tăng cường sức mạnh nhanh chóng. Cả hai bay đến nơi Cyber vừa chiếm đóng nhưng mà không kịp ngăn chặn chiếc máy bay chở vật thí nghiệm. Chỉ còn Vanessa đứng đó trong một diện mạo hoàn toàn khác. Kể từ nay gọi cô là Silver Swan. Nhưng mà thiên Nga hay là thiên Mỹ hay là thiên rồi thì Diana cũng vặt lông hết. Sau khi Vanessa ngất đi, cô mang đứa em về phòng thí nghiệm của tiến sĩ Kêu. Theo lời tiến sĩ, cơ thể của Vanessa đã bị biến đổi từ trong ra ngoài bởi một loại huyết thanh. Nếu không có phương pháp điều trị, không sớm thì muộn cô bé sẽ rất cực, nhưng mà là cực lạc. Và nơi duy nhất cứu được Vanessa là Themyscira, nhưng cả Diana và Steve đều bị xóa sạch trí nhớ trước khi rời khỏi đảo. Sau khi tìm hiểu trong tài liệu cổ, họ bay tới một ngôi đền cổ xưa để tìm loại nước thánh lấy lại ký ức. Ngay khi vừa đặt chân xuống, họ bị một nữ ác nhân nửa người nửa báo cản đường. Thế là quan đầu của mình giữ chân Chita để Steve và Eta vào điện thờ. Chẳng lạ khi mà việc này có sự nhúng tay của Cyber, họ đã cung cấp cho Cheetah một liều huyết thanh, khiến báo thủ tăng cường đột biến cả về thể lực lẫn tốc độ. Sau một hồi bị chi-ta vườn qua vườn lại do quá nhanh, Diana ném ảo vào trong máy bay rồi khóa trái cửa để nấu giả cây. ta bị đánh cho tan thuốc thì cũng ngoan ngoãn nằm chịu chói. Lúc này Diana mới vào trong tới chỗ đặt chiếc ly ma thuật, cô lấy một chút nước rồi ngửa cổ uống cái ực. Bỗng nhiên trong đầu hiện ra những hình ảnh về quê nhà. Cả bọn quay về để tiến sĩ kêu phân tích thông tin và khoanh vùng vị trí chính xác của hòn đảo. Đúng lúc đó giọng nói của Cyber xuất hiện trong hệ thống và tất nhiên là đã biết vị trí của người Amazon. Ngoài ra Cyber còn đánh thức Vanessa và trở về với máy bay của tổ chức để tới Themyscira tấn công. Diana cũng vì vậy mà cấp tốc lên đồ cùng Steve để trở về bảo vệ quê hương. Khi cô tới nơi cửa thành đã bị phá tan hoang, các binh lính tuyến đầu đã bị hóa đá hết. Thứ gây ra chuyện này là Medusa, vật thí nghiệm mà Cyber đã ấp ủ bấy lâu. Và đó cũng chính là lý do Dr. Poison cần chiếc đầu rắn từ viện bảo tàng. Nhưng ngoài binh lính Amazon, đến cả Cyber và Dr. Poison cũng chịu chung số phận chỉ riêng Vanessa là toàn mạng khi Diana tới đảo hai chị em tái ngộ đánh nhau trí chóe cho đến khi rơi xuống giữa trận chiến Vanessa ngất đi Diana quay qua chiến đấu với Medusa ả à, trở nên khổng lồ như vậy là do huyết thanh bơm vào sau khi đánh văng Diana vào một góc tường Medusa chuyển qua Vanessa người vẫn đang nằm một góc Diana tỉnh dậy bay về phía Medusa chém bay mấy cái đầu rắn để ả thả em gái xuống cảm thấy Diana quá trâu bò Medusa dùng phép ép cô phải nhìn vào mắt ả à. không thể cưỡng lại phép thuật thế là Diana dùng nọc rắn phế đi đôi mắt sau khi chứng kiến việc này Vanessa giác ngộ tư tưởng của chị đại đứng về phe chính nghĩa hai chị em người tùng kẻ chém và rồi Diana có cơ hội tiếp cận và gặt nhẹ cái đầu của Medusa sau khi Medusa ngã xuống toàn bộ những người hòa đá cũng trở lại bình thường sau đó binh lính đưa hai người tới phòng điều trị để chữa khỏi mắt cho Diana cũng như giúp Vanessa về lại làm con người sáng nay trong buổi phát biểu với toàn dân Nữ hoàng quyết định sẽ mở cửa vương quốc khi Diana trở về phòng thí nghiệm, tiến sĩ kêu thừa nhận mình là người đứng sau Poison và Cyber, đồng thời là người đã thủ tiêu tiến sĩ Julia trong đêm giao dịch chiếc đầu rắn. Ngay sau đó Diana cảnh cáo cô ta, còn có gọi ông Can cho đi tù không thì không biết. Tiếp theo, chúng ta đến với sự kiện cực kỳ, cực kỳ hay ho quan trọng, Justice League Dark Apocalypse War. Chấp nhận việc mình không thể thay đổi, lấy dũng khí để thay đổi điều mình có thể và đủ khôn ngoan để phân biệt cả hai. Hãy luôn ghi nhớ điều đó Tôi không biết vì sao ông kịch bản lại viết cái câu này vào Liên minh công lý tập hợp đầy đủ tất cả thành viên để chuẩn bị cho trận chiến lớn nhất Cả đội sẽ tấn công Apocalypse, hành tinh của Darkseid Nhóm Teen titan sẽ ở lại bảo vệ trái đất Nhưng mọi người đều không hề hay biết Darkseid đã nghe toàn bộ kế hoạch qua mắt Cyborg Về cơ bản thì bộ giáp trên người Cyborg vẫn là công nghệ của Apocalypse ngay lúc này, đội liên minh bay tới hành tinh qua cánh cổng không gian. Ở pháo đài trung tâm, hàng trăm, hàng nghìn con Parademons được thả ra và đây là điều mọi người chưa lường tới. Chúng còn trông không giống Parademons, nhảy thẳng tới hai năm sau. Trái đất lúc này đã trở thành một đống hoang tàn, cả một nền văn minh hàng trăm triệu năm đã bị quét sạch. Trong một quán rượu sập sệ, John Constantine và Echigan đang bú rượu chóe mỏ. Không lâu sau, Raven cùng Superman ghé vào tìm John để nói chuyện và họ đánh bại lũ Parademons trước khi chuyển tới một nơi riêng tư hơn. Khi đó Superman mới kể lại chuyện trận đánh 2 năm trước ở Apocalypse Tên bạo chúa Darkseid đã biết trước được kế hoạch của nhóm Liên minh Công Lý Còn lũ quái vật được thả ra là Paradooms Lai giữa Parademons và Doomsday Chúng quá mạnh và xé xác hết các siêu anh hùng Từ Green Lantern, Hawkman, Martian Manhunter cho tới Wonder Woman Chưa một ai dám nghĩ tới có một ngày Liên minh sẽ thất bại thảm hại thế này Ngay lúc đó ra may mắn được Cyborg cứu trở về trái đất Còn Batman bị giữ lại và bị Darkseid thao túng tâm trí để anh làm quân dương cho hắn Superman thì bị phế võ công bằng Kryptonite lỏng. Đau lòng nhất là Zantana bị lũ Paradum xé xác ngay trước mặt John, nhưng anh chỉ biết quay đầu chạy. Tới giờ nghĩ lại thì John cũng không biết tại sao mình làm vậy, tại sao không chết ở Apocalypse luôn. Lúc này việc đầu tiên Superman muốn nhờ John là tìm Robin, rồi cả hội tele tới liên minh sát thủ và gặp được Damien Cậu kể lại năm đó khi đội Titan thất thủ Chỉ còn lại cậu và Raven là sống sót Superman nói là kế hoạch lần này là để cậu đánh thức Batman đang bị kiểm soát Và Robin đồng ý tham gia Để nếu Bruce không thể lấy lại ý thức thì chính cậu sẽ là người ra tay Tiếp theo đó họ bay tới chỗ Louis Lane Nơi mà cô đang so găng với Harley Quinn trên võ đài Đây là cách mà nhân loại giải trí trong thời buổi tận thế Đến cả John Constantine còn lên giường với King Shark thì cái điều gì cũng có thể xảy ra. Cứ lã cũng khá là enjoy cái moment này. Sau khi trận đấu kết thúc, Louis gặp lại người yêu và thành công thuyết phục mấy anh em biệt đội cảm tử cùng tham gia kế hoạch. Và giờ như này, anh em chia làm ba nhóm, hai nhóm đi đánh hai cái giàn khoan để dụ bọn Paradum tới. Cái còn lại nhờ Swamp Thing. Sau khi chúng nó đi bớt rồi thì nhóm chính tới chỗ Lex Luthor để tìm cổng dịch chuyển. Tới khi đến được chỗ Apocalypse rồi thì làm quá tải máy năng lượng và làm nổ tung cả hành tinh. Còn phần Dockside, Lex bảo hắn sẽ đi vắng trong vài hôm Lex có nguồn tin này tại vì hắn đang chơi hai mang với Darkseid để giữ cái mạng mình Nhưng mà đợi mấy cái giàn khoan hút hết năng lượng của trái đất thì cũng đi cả lũ Sau khi nghe rõ phân công, tất cả vào việc bắt đầu triển khai đánh sập giàn khoan Nhóm của Louis đột kích căn cứ của Lex, luộc lũ linh canh để đến phòng điều hành gặp hắn Trước khi giao tranh, Lex lên đồ cho mọi người Sau khi tới Apocalypse, cả nhóm bị chặn lại bởi các thành viên cũ của liên minh Nay đã bị biến đổi thành tay sai cả hai bên lao vào nhau kết quả là Echiwan đã bỏ mạng dưới lưỡi kiếm của Wonder Woman. Constantine trói Diana bằng dây thừng sự thật giúp cô lấy lại ý thức. Sau khi tỉnh lại, cô một mình chống lại những thành viên bị kiểm soát khác để mọi người tiến vào bên trong, nơi họ gặp Flash chạy mọc cả râu để phát điện cho cả hành tinh. Nhưng mà cũng đáng để vì có khi ngày xưa tại vì ông ấy chạy về cứu mẹ để thay đổi thực tại nên là mới ra cái nông nỗi này. Thành viên tiếp theo họ gặp là Cyborg. John dùng 300 máy cốt thiếu nhi để fix bug cho anh. Tuy lấy lại ý thức nhưng mà vẫn không thể gỡ xuống bảng mạch và đúng như tin chuẩn Lúc này tại OA, Darkseid đã hủy diệt toàn bộ các Lantern Sau đó nghe Batman cấp báo rằng Lex đã phản bội, Darkseid vội quay về Điều đầu tiên hắn làm là ra lệnh cho Batman hạ gục Robin cho tới khi Batman kề ra vào cổ thằng bé, anh mới nhớ lại cảnh tượng ngày xưa trong con hẻm Gotham khi bố mẹ bị sát hại. Ngay lập tức, Batman tỉnh lại, quay xe sang tấn công Darkseid. Tên bạo chúa thì không hề vừa, bắn tia Omega Beams thẳng về phía Batman. Robin đỡ cho bố, tiên năng lượng khiến cậu đen thui như cục than. Chứng kiến Robin như vậy, Raven không kiểm soát được cảm xúc. Cô để choi gòn sổng xích và sau đó cầu xin John giết mình trước khi hắn thoát ra. Nhưng mà anh có ý khác, anh giải phóng linh hồn choi gòn với một khế ước. Nhưng choi gòn đã lươn lẹo chui vào cơ thể Superman, rồi quay qua bẻ cổ John sau đó Troy Gon đánh một trận sống mái với Darkseid. Giữa lúc căng thẳng nhất, Lois nối máy từ trái đất nói lời tạm biệt Clark khi mà lũ Paradum dưới trái đất đã tràn vào. Chứng kiến người yêu bay màu, Superman đẩy Troy Gon khỏi cơ thể. sai nhân cơ hội phong ấn linh hồn Troy Gon lại. Bên góc này, John vẫn chưa chết. Ở trong ý thức của mình, anh gặp lại Zatanna. Cô kể lại rằng khi đó đã dùng thần chú trói buộc để bắt John quay về trái đất, bởi vì đội cần kế hoạch dự phòng nếu như mọi thứ đổ bể. Sau khi hôn tạm biệt người yêu, John tỉnh lại cùng Raven mở phong ấn cho Trigon. Trong mình dạng nguyên bản, hắn cho Darkseid biết ai là bố Nhưng lúc này, Cyborg mở cổng không gian cho mọi người về trái đất Còn bản thân sẽ ở lại, dịch chuyển cả hành tinh tới cõi hư không Khiến hai thằng bố đời kẹt lại ở đó mãi mãi Ngày hôm sau, trái đất đã lại có nắng Mọi người ngồi lại bên nhau sau chiến thắng Nhưng cái giá là quá đắt Trái đất chẳng thể nào trở lại như ngày xưa Cho dù mấy anh em có mây mưa đến vài thế kỷ cũng không bù lại được dân số Lúc này thì chỉ có một người có thể sửa lại tất cả Người xóa bảng, Barry Island Run, Barry, run nhưng mà chưa kết thúc, phim vẫn còn. Sau cú xóa bảng đó của Flash, John thấy mình trong một hành lang giữa nhiều cánh cửa, anh chọn mở một cánh. Anh em sương máu cùng bia ngon đã chờ sẵn, còn John bây giờ đã 50 tuổi nhưng mà có vợ đẹp và con ngoan. Sau đó mọi chuyện trở nên kỳ quái khi tất cả mọi người ho ra máu rồi hóa thành quái vật cắn xe anh. Bùm, John tỉnh lại, tiếp tục đứng trong căn phòng bí ẩn. Lần này anh chọn mở ra một cánh cửa khác, nhưng đang giữa lúc đánh bài thì mọi người bỗng hóa thành quỷ và lao vào giết anh. John tiếp tục tỉnh lại trong hành lang và anh cứ thế mở các cánh cửa còn lại. Bắt đầu thế này, kết thúc thế này. John phá cửa căn nhà, lao ra ngoài để tìm sự thật. Thì ra Spectre đã trừng phạt anh vì can thiệp vào dòng thời gian. Hậu quả là bị nhốt vĩnh viễn trong ngôi nhà bí ẩn. Nhưng mà một kẻ danh ma như anh thì không tài nào chịu cảnh sống chết lân hồi như này. Anh lợi dụng lũ quỷ mình tình bán linh hồn để mở lối quay về. Nhưng mà rồi Spectre vẫn táo được John. Ngay nói ông không hề trừng phạt mà chỉ đưa anh vào một nơi mà có thể sống cùng những người anh yêu thương mãi mãi anh cảm thấy mình không xứng đáng được yêu thương nên họ mới biến thành quái vật và giày vò anh. Spectre nói anh đã làm vũ trụ trở nên hỗn loạn, giờ thì sẽ không còn khoan hồng nữa. Rút lời, John bị hút vào cái cổng và thế là chấm hết mọi thứ. Đó là toàn bộ những gì đã xảy ra trong vũ trụ hoạt hình của DC, khép lại một chương đầy hào hùng mà vũ trụ điện ảnh không bao giờ có được. Mong là có được, có được thì hay vãi trưởng. Tôi là vui vẻ. Cảm ơn các bạn đã đồng hành với tôi trong một video cực kỳ dài qua. Đừng quên đăng ký cho The Reviewer để đón xem những video như này tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại.